Cảm ơn cô, hôm nay cô trẻ đẹp quá À, nhìn nụ cười vui vẻ à. trên môi, đồng tâm chia sẻ ngọt bùi đắng cay của thầy là thấy yêu đời lắm. Cảm ơn Em cảm cô ơn lắm. thầy Nhật Anh. Dạ. Hôm nay sức khỏe cô thay đổi tốt hả cô? Thấy cô thấy sắc diện khuôn mặt sáng ra trẻ ra nè cô. Dạ cảm ơn thầy, cô Lý nói em á là trẻ lại tuổi 20 với Cô Lệ mãi mãi tuổi 20. dạ cảm ơn, Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các thầy các cô chia sẻ yêu thương. dạ Dạ yeah, xin chào cô Trâm ạ. Xin chào cô Diễm. Dạ cô Nhất. Dạ anh thấy có các thầy cô chia sẻ trên khung chat. Dạ anh xin chào anh Tuân. chào Nhật Anh đẹp trai ạ. Mình chưa nói tới học phần bảy bố thí, trong đó có một cái gọi là ngôn thí, có nghĩa là chia sẻ những cái ngôn từ bố thí, những cái ngôn từ mang lại niềm vui, mang lại hy vọng với niềm tin cho người khác. Thì mặc dù chưa được học, chưa được nói tới, chưa giao lưu, nhưng mà đã được nhận, nhận anh đã được nhận ngôn thí từ các thầy cô. Dạ. Tuyệt vời quá thế ạ. Dạ xin chào cô Kim Ngân ạ. À. Xin chào cô Ngọc Hằng. Một tuần trôi qua thưa các thầy cô. Một tuần trôi qua. Ở tuần trước thì chúng ta có giao lưu với nhau về chủ đề đó là công thức cội nguồn của cuộc sống. Công thức cội nguồn của cuộc sống thì chúng ta đã có 2 tuần, 2 tuần chúng ta chia sẻ về chủ đề này. Đó là cội nguồn của cuộc sống thì nó tạo từ đâu ra. Thì rất là cảm ơn cô Bích, cảm ơn cô Ngọc Bích cùng với các thầy cô đã giao lưu và cùng làm rõ về cái chủ đề này. Thì Nhật Anh xin phép là chia sẻ cái màn hình lại để chúng ta nhìn thấy là những gì chúng ta đã chia sẻ trong 2 tuần qua. Dạ, xin chào cô Kim Anh ạ. Dạ, xin chào cô Hương Giang. Dạ, các thầy cô đã thấy rõ màn hình phải không ạ? Dạ thưa thấy rõ rồi thầy ạ. Dạ, cảm ơn cô. Đây là chủ đề chúng ta đã giao lưu với nhau về tuần 2 tuần trước. Kết quả cuộc sống của một con người của chúng ta thì nó do một chuỗi các chọn lựa của chúng ta mà nó tạo nên. Nhưng anh sẽ ghi lại chỗ này, đó là chọn lựa ở đây. Đây là một chuỗi các chọn lựa của chúng ta, nó tạo ra kết quả cuộc sống của chúng ta. Chọn lựa thì phù hợp với lại tính cách của mình, những gì mà chúng ta cảm thấy hợp nè, hoặc là gọi là hợp, hoặc là mình có thể nói là mình thích hoặc là không thích. Thì dù chúng ta có ý thức, có chủ động chọn nó hay không thì nó vẫn là những chọn lựa của chúng ta trong cuộc đời của chúng ta. Một chuỗi các chọn lựa từ lúc chúng ta sinh ra cho đến khi mà chúng ta dần lớn lên qua thời gian thì một chuỗi các chọn lựa đó hợp với cái gì, không thích cái gì, không hợp, không chơi với ai, ăn cái gì, không ăn cái gì, chọn lựa làm công việc gì. Mặc dù mình nói là nghề á, duyên á, cái duyên nghề nó chọn mình, nhưng mà cũng bởi vì mình hợp với nghề đó mình mới chọn được. Thì một chuỗi các chọn lựa đó lưu giữ lại, sâu chuỗi lại thì nó tạo ra một cái kết quả trong cuộc sống của chúng ta. Thì dù là cái quả đó, đây là một cái quả nè,
Cái quả này dù là có ngọt hay là có chua thì đó vẫn là cái quả trong cuộc sống của chúng ta. Một cái quả trong cuộc sống của chúng ta thì nếu là cái đó là quả ngọt, mình muốn ăn trái xoài ngọt, trái táo ngọt, thì nếu nó ra quả ngọt thì tốt quá. Chúng ta sẽ làm lớn cái quả nó lên. Nếu như nó không phải là một cái quả như ý, thì cần phải hiểu về cội nguồn cuộc sống, phối hợp chung với tam giác hiện thực. Và còn một cái hệ quy chiếu nữa là về cấu trúc của con người, thì những học phần tiếp mình sẽ nói phối hợp của ba hệ quy chiếu này, đặc biệt là công thức cội nguồn của cuộc sống, chính là công thức này sẽ giúp cho chúng ta nhìn rõ lại cuộc sống của mình nó tạo từ cái gì, những cái nhân thật sự, một cái hạt mầm là nó tạo từ đâu. Từ đó đó nó tạo ra một cái chuỗi vận hành. Cái vận hành trong cuộc sống nó sẽ dẫn đến cái quả của chúng ta ngày hôm nay. Thì ý nghĩa của công thức cội nguồn cuộc sống đó là như vậy. Thì nó nhắc đến đây thì một lần nữa Nhật Anh rất là biết ơn cô Bích, cô Ngọc Bích đã cùng làm rõ với các thầy cô. Và trong tuần trước mình đã nói sâu hơn về cái gì tạo nên tính cách, cái gì tạo nên cái hạp đó. Có khi mình cũng không biết là tại sao mình hạp nó, thì cái gì tạo nên nó nè, rồi cái gì tạo nên nó nữa. Thì theo các nhà khoa học là thói quen tạo nên tính cách. Những gì chúng ta làm lâu dài qua thời gian thì nó sẽ định hình nên cái tính của con người chúng ta. Tánh mình như vậy nên là mình phù hợp là cái cuộc sống như thế. Hạp ở cái nơi nào, có một số người chỉ hạp ở với lại cái nhà, cái phong cách nhà đó thôi, cái không gian sống đó. Người Hồng Kông thì họ phù hợp với cái không gian sống hồi xưa đó, là phù hợp với cái trần nhà thấp, cái không gian nó phải ấm cúng một tí thì họ mới chấp nhận, họ mới chịu. Thì dẫn đến là cái nhà của họ, cái kết quả cuộc sống của họ nó tương tự như thế. Họ không có hợp ở cái nhà khác. Còn hay là chúng ta cũng vậy, có một số người là chỉ hợp ở nhà của mình thôi, không có hợp ở nhà thuê. Một số người thì hợp là ở căn hộ, không hợp ở một cái nhà ở dưới đất, nhà phố ở dưới. Một số người thì ngược lại. Đó là bởi vì tánh của chúng ta. Thì cái thói quen á, những gì mà chúng ta làm, một cái loại suy nghĩ lặp lại qua thời gian nó cũng tạo nên thói quen, hoặc là một cái loại hành động qua thời gian cũng tạo nên thói quen. Thì nó dẫn đến là chúng ta hợp với cái tính đó, thì chúng ta mới chọn nó, dẫn đến kết quả cuộc đời mình như thế. Thì cô Bích đã giúp cho chúng ta là làm rõ ra là cái gì tạo nên thói quen. Đó là hành động. Mà hành động lặp đi lặp lại lâu dài qua thời gian thì tạo nên thói quen. Và cái gì tạo nên hành động ạ? Cái gì tạo nên hành động của chúng ta? Đó là suy nghĩ của chúng ta. Những gì chúng ta có trong đầu nó sẽ dẫn cho cái thân mình nó động. Nó biểu hiện ra bên ngoài, đó là ra hành động, ra thân của mình, hoặc ra lời nói của mình, ra hành vi, ra lời nói. Thì từ đó đó nó sẽ tạo ra một cái chuỗi như thế, thì tạo ra thói quen. Suy nghĩ gì tạo ra hành động đó. Ừ, từ đó tạo nên tính cách đó và cho ra kết quả đó. Không có khái niệm là tốt xấu, mà là chỉ có là suy nghĩ gì cho ra cái đó thôi, hợp hay không hợp thôi. Nhưng mà sâu sắc hơn một tí thì cái gì tạo nên suy nghĩ? Chúng ta đang đi sâu hơn về cội nguồn trong trong nội tâm của mình. Thấu hiểu về chính mình chính là thấu hiểu nội tâm của mình. Mà những gì suy nghĩ của chúng ta đó là một dạng trong nội tâm. Đó, nội là bên trong mà, bên trong tâm trí của mình. Thì bởi vì bên trong tâm trí nó nhiều quá, nó nhiều quá nên là mình không biết là gọi tên cụ thể là cái gì định hình nên cái suy nghĩ đó. Tại sao chúng ta lại có cái loại suy nghĩ đó? Trước khi làm một việc gì, nhắc tới một ai, tại sao mình lại có cách suy nghĩ đó? Thì các nhà khoa học đã giúp cho chúng ta làm rõ ra là niềm tin trong nội tâm của mình nó đã định hình nên suy nghĩ. Có niềm tin gì thì cho ra suy nghĩ đó, niềm tin thế nào thì cho ra suy nghĩ thế đó. Trong những cái quyển sách về bảy thói quen của người thành công, trước đó Nhật Anh đã từng đọc qua, thì cái vị thầy đó, cái người thầy đó đã chia sẻ đó, Stephen Covey rồi. Thì thầy mới chia sẻ là gieo suy nghĩ thì gặt hành động nè, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách thì định số phận, định kết quả. Có phải các thầy cô đã nghe điều đó không ạ? Mình đã từng nghe rất nhiều trong cái con đường mình phát triển bản thân của mình.
Nên là quay trở ngược lại, muốn thay đổi kết quả thì thay đổi suy nghĩ đi. Nhưng mà nhờ anh đã từng có một trăn trở rất lớn, đó là thuyên suy nghĩ thì làm sao thay đổi, làm cách nào để thay đổi suy nghĩ, đặc biệt là trong những lúc mình đang tiêu cực, mình đang không có những cái suy nghĩ của mình nó không có thuận cho mình, thì làm sao để đổi nó thành tích cực. Thì mặc dù nói là đúng là thay đổi suy nghĩ thật, nhưng mà làm cách nào để đơn giản hơn và cội nguồn của nó sâu xa hơn, để cho mình có thể nắm vô cái sâu xa đó, mình thay đổi nó đơn giản hơn. Thì nghi vấn qua thời gian thì nhận ra, tìm ra được là các nhà khoa học đã giúp cho chúng ta là niềm tin trong nội tâm của mình, cách mình tin một cái gì đó nó sẽ định hình ra cách nghĩ của mình. Ví dụ như tập thể dục lúc nãy, Nhật Anh nhận thấy là ở Việt Minh của chúng ta là sáng, hầu như là sáng nào chúng ta cũng tập thể dục hết. Thì cùng là một hành động như nhau, đây thưa các thầy cô, cùng một hành động như nhau, cùng một thói quen như nhau, nhưng mà kết quả của mỗi người sẽ khác nhau. Mấy chục con người ở đây cùng cùng tập thể dục, cùng có một loại suy nghĩ là tập thể dục tốt cho sức khỏe nè, thì hành động như nhau là thói quen như nhau, qua thời gian định ra tính cách giống nhau, đó là hợp với lại tập thể dục tập khí. Nhưng mà niềm tin bên trong của mỗi người khác nhau, nó sẽ quyết định kết quả cuộc đời của mình khác nhau. Cùng là tập khí, nhưng mà tập khí để làm gì? Thì nếu như ai có một cái loại niềm tin, một cái niềm tin là sức khỏe đó, trọng điểm của nó nằm ở một trong những trọng điểm rất lớn, nó nằm ở khí, thì chỉ cần lưu thông được khí, chỉ cần vận hành được khí là mình sẽ khỏe lên. Ai có thật sự có cảm nhận đó thì Nhật Anh chúc mừng các thầy cô, chúc mừng người đó, là bởi vì niềm tin đó nó sẽ cho ra cách hành động đó, hành động của mình đó, cái gì mà mình làm đó, nó sẽ bổ trợ cho niềm tin đó. Mình càng làm thì niềm tin nó càng càng mạnh lên, thì qua thời gian ra được kết quả như cái quả mà mình muốn. Nhưng mà một người nào ngược lại, đó là cái biểu hiện của niềm tin, một trong những cái biểu hiện của niềm tin đó gọi là cảm nhận. Nó sẽ niềm tin nói chứ nó cũng mơ hồ, tại vì bây giờ niềm tin thì giờ đổi làm sao, niềm tin gì, nhắc đến sức khỏe của mình đã có một cảm nhận là không khỏe thì làm sao đổi nó. Cái niềm tin đó đó, cái đó nó sẽ định ra cái quả của mình có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng trợ cho cái niềm tin đó. Một người mà ốm, một người ốm có ăn nhiều, hành động là ăn nhiều, nhưng mà niềm tin nội tâm, niềm tin bên trong á, cảm thấy là cơ thể mình ốm quá, sao ăn hoài cũng ốm à, thì người nào có niềm tin đó thì ăn bao nhiêu cũng không mập được. Người nào ngược lại, người nào mập thì có thở cũng mập. Cả chị em phụ nữ thì thường cảm nhận là mình xấu, trong khi rất đẹp, trong khi đẹp đến mức mà không thể hình dung được, siêu đẹp, nhưng mà lại lại cảm thấy là mình xấu. Thì có làm cái gì, có thoa mỹ phẩm gì lên, có làm đẹp đến cỡ nào thì vẫn thấy mình xấu. Nên là không phải là hành động không quan trọng, nhưng mà trước khi hành động chúng ta có một cái là thay đổi hệ thống niềm tin trước, thì mọi hành động của mình sẽ trợ lực cho niềm tin đó, chúng ta sẽ nhanh đạt cái mình muốn. Các thầy cô ở đây, các thầy cô nhớ lại cái học phần về tích cực tiêu cực. Tích cực là thuận chiều mình muốn, tiêu cực là ngược chiều mình muốn. Như vậy thì mình thử rà soát lại xem những cái trọng điểm trong cuộc đời của mình, bốn khía cạnh trọng điểm là nội tâm, sức khỏe nè, mối quan hệ xã hội và tài chính, thì mình đang có niềm tin gì trong những khía cạnh đó, đặc biệt là khía cạnh về sức khỏe và khía cạnh về tài chính và mối quan hệ xã hội. Mối quan hệ thì nó nhiều, mối quan hệ tách nhỏ ra là mối quan hệ với chồng mình, mối quan hệ với con mình, mối quan hệ với học trò của mình, học sinh của mình, mối quan hệ với bạn bè của mình. Vậy thì nhắc đến họ, mình có niềm tin gì? Mình có thời gian á, mình ngồi mình làm rõ ra đó các thầy cô, mình làm rõ, làm xuyên, làm rõ ra. Tại vì tại sao ạ? Tại vì cội nguồn cuộc sống của mình nó đến từ hệ thống niềm tin bên trong của mình. Thì trước sau gì mình cũng cần phải có một khoảng thời gian, mình nếu mình muốn thay đổi được cuộc sống, những cái quả đã ngọt làm cho cái quả ngọt nó nhiều lên, những cái quả nên chưa được ngọt, mình muốn ngọt nhưng nó chưa ngọt, thì làm sao để đổi nó.
thì cội nguồn phải quay trở ngược lại xem coi nó đến từ đâu, thì hệ thống niềm tin đó nó đang như thế nào, tin như thế nào, mình tin gì về sức khỏe của mình, tin như thế nào về mối quan hệ xung quanh của mình, nhắc tới họ, nhắc tới cái chủ đề đó có cảm nhận gì, nó sẽ quyết định cái thực tế của chúng ta đang như thế đó. Tài chánh nếu đang cảm thấy khó khăn, niềm tin nội tâm liên quan đến tiền, đó là thấy kiếm tiền khó quá, hoặc là đang cảm thấy thiếu, có một cái cảm nhận trong nội tâm của mình là không có đủ đầy mà thấy thiếu, thì dù có nỗ lực làm cỡ nào mà niềm tin đó vẫn thiếu thì nó vẫn ra thiếu. Có nhiều tiền nhưng vẫn thiếu, tiền có nhiều vẫn cảm thấy thiếu, tại vì xuất phát từ nội hàm của mình, không xuất phát từ hành động. Nhưng mà chắc chắn muốn thay đổi cuộc sống thì cần có hành động. Nên họ đâu thể nào mình nghĩ không mà không làm gì. Nhưng mà trước khi làm á, gieo một cái hạt xuống thì quay trở ngược lại gieo những cái hạt mầm sâu trong nội tâm của mình để nó thuận chiều mình muốn. Dạ, thì các nhà khoa học này giúp cho chúng ta làm rõ chỗ này. Đó là niềm tin định ra các loại suy nghĩ của mình. Niềm tin theo hướng nào thì suy nghĩ theo hướng đó. Nhưng mà nói gì thì nói chứ niềm tin vẫn là một chữ tương đối là mơ hồ. Các thầy cô và các anh chị có cảm nhận là niềm tin. Niềm tin mà mình tin một cái gì đó thì mình đâu có cầm nắm được nó. Không có chạm được nó, không có vật chất hóa được nó. Nên là đôi khi chúng ta muốn đổi cái niềm tin đó, một cái loại niềm tin gì đó, thấy thất bại rồi, thấy là không được. Bây giờ làm sao đổi cái cảm giác đó, làm sao đổi cái cảm nhận đó. Thì hoặc là nhắc tới con mình, nhắc đến chồng mình thấy không đẹp, liêm chính nội tâm là mình thấy còn vướng mắc quá, không đẹp, thì bây giờ làm sao đổi được cái đó đó. Nếu đổi được cái đó thì mọi cái trong cuộc sống của mình, từ suy nghĩ, mọi loại hành động của mình đối với người đó sẽ thay đổi. Thì làm sao đổi được cái niềm tin đó là một trọng điểm. Nên là nếu mà đã đi về nội tâm rồi thì mình sẽ đi sâu luôn, đi tới luôn chỗ mà sâu sắc, gần như là sâu nhất của nó. Thì các nhà khoa học giúp cho chúng ta là những cái hình ảnh trong tâm trí á, những cái gì nó hiện hình trong đầu của mình á, nó sẽ biểu hiện của một niềm tin, nó sẽ tạo định hình lên cái niềm tin đó. Hình ảnh với cảm nhận là hai cái đó nó sẽ tương đối là nó đại diện cho niềm tin. Hình ảnh thì nó sẽ rõ hơn là cái gọi là niềm tin mơ hồ, nhưng mà hình ảnh thì tương đối rõ hơn. Nên nhắc tên con có hình ảnh gì, nhắc tên chồng có hình ảnh gì, nhắc tên vợ có hình ảnh gì, nhắc tên tiền của mình, sự nghiệp của mình có hình ảnh gì, sức khỏe hiện tại của mình nhắc tới thấy nó ra sao. Nếu thấy nó đang kém quá thì hành động, nếu mà hành động để đổi hình ảnh đó thì được, nhưng mà hành động để đi ngược lại, cố gắng nỗ lực ngược lại, liêm chính nội tâm thì mình nhìn thấy thì sẽ không đạt. Nên là hình ảnh nó quyết định niềm tin của mình. Nhắc tới một cái chủ đề nào, tự nhiên có những cái hình đó, hoặc là đại diện bởi những cái câu nói, hoặc là những cái cảm nhận nó trồi lên, nó hiện lên liền. Thì cái đó gọi là hình ảnh tâm trí, mà không phải là suy nghĩ, không phải là suy nghĩ. Mình không có nghĩ ngợi gì ở đây hết, vừa nhắc tới là nó hiện hình liền. Đó, thì cái loại suy nghĩ đó, đó nó sẽ đến từ hình ảnh trong đầu của mình. Hình ảnh thì lần trước cô Bích đã giúp cho chúng ta làm rõ là hình ảnh đến từ những gì chúng ta đã từng nghe, chúng ta từng thấy, chúng ta từng nói và chúng ta đã từng biết. Thông qua những gì chúng ta nghe, thấy, nói, biết, lưu giữ lại bên trong đầu của mình. Lưu giữ trong đầu của mình thì từ đó tạo ra hình ảnh. Có một số người phụ nữ là nằm mà trong giai đoạn hiện tại nè, thì thường là sẽ thấy là không có muốn kết hôn. Giới trẻ đang có một bộ phận là không có cảm thấy là muốn kết hôn. Thì khi mà nói chuyện ra thì nhận thấy là những gì mà họ đã từng nghe, từng thấy nó về hôn nhân gia đình đó, nó không có thuận cho họ. Không có thuận. Chứng kiến những cảnh mà ba mẹ ly dị nhau nè, phân tán, ly tán ra, rồi quen người này, quen người nọ cũng không mang lại kết quả tốt. Nên là từ từ á, vô tình nó định vị một cái hình ảnh đó,
cảm thấy là nhắc đến kết hôn là không có thuận lợi, từ đó dẫn tới một niềm tin đó là kết hôn đau khổ, mồ chôn, đó là mồ chôn của hạnh phúc. Thì nếu mà đã có cái niềm tin đó, không có khái niệm đúng sai, nhưng mà niềm tin đó thì sẽ cho ra một cái chuỗi như thế này và định ra kết quả như thế, thì họ sẽ quyết định, niềm tin nó định thẳng chọn lựa của mình luôn, tin sao chọn như vậy là không hợp, từ đó là không có quen ai nữa hết, không có kết giao với ai, thậm chí là tánh con người mình đổi luôn đó, điện từ âm dương trong thân của mình nó đổi á, là nó đổi cái gọi là cái giới tính của mình, nó đổi luôn cái tính đó, bởi vì hệ thống niềm tin, hình ảnh trong đầu của mình định ra niềm tin, từ niềm tin đó đổi hết kết quả cuộc đời của mình. Hoặc là một số bé, hoặc một số bé khi mà còn nhỏ đó, là thấy mẹ mình khổ quá, thấy mẹ khổ, chứng kiến mà nghe thấy nói biết không có thuận, thì nhưng thay vì giữ hình ảnh đó cho ra niềm tin gì thì không có, nhưng không biết, nhưng mà trong cái tổng nghiệp của cái người đó, cái bé đó thì thấy, nghe với thấy mẹ mình khổ quá nên là định ra một cái loại niềm tin, đó là phải mạnh lên, dương lên, mạnh lên để bảo vệ cho người thân của mình, thì từ đó đổi luôn toàn bộ hệ thống suy nghĩ hành động, sau đó tính thói quen khác hết, tính cách đổi hết, mà thậm chí trong một tích tắc là niềm tin nó định luôn tính của mình luôn, định luôn chọn lựa của mình luôn, mà nó không qua thông qua một cái chuỗi này, thì tánh của cái bé đó, của cái người đó dương lên, từ đó nó là 50 âm 50 điện từ dương, có nghĩa là cái tánh của họ nó cứng lên, thân người nữ nhưng mà tánh nam. Thì các thầy cô thấy xã hội hiện tại mình nhiều không ạ? À? Đang có một cái nhóm, một cái xu hướng như thế, thì có nhiều nguyên do lắm, nhưng mà một trong những cái mà nó ảnh hưởng đến việc đó, đó là hình ảnh trong đầu của mình thông qua sinh nghiệm của họ. Sinh nghiệm có nghĩa là những gì đó họ họ nghe, họ thấy, họ nói, họ biết, họ trải qua, thì nó lưu lại trong đầu của họ, lưu lại trong khoa học thì nó là tiềm thức, còn trong trong tôn giáo á, thì họ, trong nhà Phật á, thì họ gọi là tàng thức. Tàng là cái kho tàng, nó chứa chứa những cái hình này, những gì mình nghe thấy nó biết, nó lưu lại, nó định ra nguyên cuộc đời của mình. Vậy thì mình áp dụng nó ra sao? Mình nhìn cuộc sống thì mình sẽ thấy, mình hiểu được, à, cội nguồn nó đến từ như thế. Vậy thì bây giờ muốn đổi nó thì đổi như thế nào? Đổi kết quả là đổi ra sao? Ừ. Thì ứng dụng của nghe thấy nói biết tạo ra những cái hình ảnh thuận cho chiều mình muốn. Lấy ví dụ trong khía cạnh về sức khỏe cũng vậy, trong khía cạnh về tài chính, trong khía cạnh về mối quan hệ, ba khía cạnh này là ba cái mà chúng ta thường là sẽ quan tâm nhiều nhất trong cuộc sống của mình, nó cũng là trọng điểm trong cuộc đời của mình. Thì nếu như ai đã mắc một cái bệnh nào đó hoặc là một cái triệu chứng nào đó, nếu đến gặp một người thầy về y học, bác sĩ, nếu như những người bác sĩ mà hiểu điều này thì sẽ giúp cho định vị niềm tin của cái bệnh nhân, niềm tin của cái người đến khám đó nó đỡ hơn, à, không khéo là sẽ bị đóng đinh hình ảnh, mình tới mình gặp bác sĩ nói này không chữa được, thì một người có chuyên môn có uy tín như vậy nói cho mình nghe, thì cái nói đó đó nó đã đóng đinh luôn, nó đóng đinh trong đầu của mình. Người nào mà thường là bị dính cái hình đó thì cảm thấy là có một số bệnh là chết là mang theo, một số cái bệnh là không có chữa được, nan y là mãi luôn mang theo cho tới khi mất thôi. Thì lúc đó mình đâu có kiểm soát cuộc đời của mình được, cội nguồn cuộc sống đến từ mình mà, đến từ hình ảnh của mình, nhưng mà mình không có chủ động gieo cái hạt đó thì người khác sẽ gieo cho mình. Mình không oán trách, cũng không có trách móc gì hết, tại vì cái nhân duyên nó như vậy đó. Trong học phần về tổng nghiệp, học phần về nhân duyên mình sẽ nói sâu hơn, nhưng mà bây giờ cái quả đó, cuộc sống mình đang ra quả chua, bây giờ mình muốn đổi cái quả đó, vậy thì hãy làm chủ lại, chủ động kiểm soát lại cái nghe cái thấy của mình và thay đổi cái nói cái biết của mình, đặc biệt là đổi được cái nói với cái biết, đặc biệt là đổi cái nói là một cái rất đơn giản, một cái trọng điểm để đổi cuộc đời của mình trở thành người mình nói. Nên là nếu như người bác sĩ này đã nói cho mình điều đó, nếu như cái biết đó nó thuận cho chuyện mình muốn thì quá tốt, mình sẽ lưu giữ đó. Còn nếu nó không thuận thì không phải là bác sĩ đó sai, bác sĩ đó nói đúng với những gì họ biết.
Luôn con người của mình luôn luôn nói ra những gì mình đã biết chứ mình không có nói khác đi được. Nhật Anh có một người chị tên là chị Tinh Minh, có một người chị chia sẻ là chị đã đi hết tất cả những cái bệnh viện ở cho gần như là gần hết ở trong Sài Gòn, tại vì thân của chị bị bất ổn nhiều lắm từ nhỏ cho tới lớn. Thì đi đến đâu bác sĩ nào nói điều gì mà nó đi ngược với lại kết quả của chị muốn, có nghĩa là chị muốn khỏe nhưng mà lại nói ra là bệnh này khó chữa hoặc là rất lâu mới chữa được là chị sẽ bỏ đi, chị đi chỗ khác, mặc dù là rất tôn trọng người bác sĩ đó nhưng mà không có xin phép, là không có nghe theo, chỉ có sưu tập thêm cái biết thôi để hiểu thêm thôi, chứ không có chọn cái biết đó để định ra hình ảnh của mình, không có định ra niềm tin của mình. Tại vì nếu đã định như thế thì mình làm chủ cuộc đời của mình, người ta nói cho mình nghe, nhưng mà mình chọn lựa cái biết đó đi vào đầu của mình như thế nào, nó sẽ quyết định kết quả cuộc đời của mình. Thế là chị mới đi hết tất cả những nơi nào nói á, là chữa được, thì chị sẽ chữa. Chị bị thoát vị trong đĩa đệm, rồi nhiều lần nữa, nhiều lần bị phẫu thuật, tai nạn nhiều là phẫu thuật ra. Thì nơi nào nói là không cứu chị được thì chị sẽ đi. Thì đó là một cái ví dụ rất rõ là kiểm soát lại cuộc đời của mình. Tương đối á, là mình chọn lại, chọn lọc những cái nghe cái thấy có lợi cho chiều hướng, hay có chiều hướng có lợi cho mình, lợi theo kết quả của mình. Chọn lựa những cái biết, biết ở đây là các thầy cô nhớ tới tam giác hiện thực đó, là biết, biết tinh hiểu là nó nằm ở đây. Sưu tập được các loại hiện thực, nó sẽ định vị hình ảnh của mình, nó kiến tạo ra hình ảnh của mình theo chiều hướng có lợi, từ đó cho ra niềm tin mạnh lên. Nó theo nó định vị theo hình ảnh, thì từ đó đó mọi kết quả cuộc đời của mình đi theo niềm tin đó. Thì đây chính là công thức cội nguồn của cuộc sống. Những gì trong cuộc sống của chúng ta thì nó tạo nên từ đây, nghe thấy nói biết. Những gì chúng ta hằng nghe, chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta nói và chúng ta biết, nó đã kiến tạo nên cái hình ảnh trong tâm trí của chúng ta. Từ đó cho ra niềm tin, thì cho ra một chuỗi, một cái chuỗi suy nghĩ, hành động, thói quen, tính cách. Có một số trường hợp thì hình ảnh ra niềm tin ra thẳng luôn tính cách, ra thẳng luôn, không có thông qua một cái chuỗi này. Từ đó định ra kết quả cuộc đời của mình. Vậy thì muốn đổi kết quả, đầu tiên chúng ta xác định xem mình muốn điều gì, định được cái quả mình muốn là quả gì. Tại vì nếu như không có rõ cái quả này, mình không chọn được cái hình ảnh nào hết á. Nên là xác định rõ được cái muốn, sau đó quay trở ngược lại, cái muốn gì nó sẽ gieo từ cái hình ảnh đó. Chúng ta sẽ gieo những cái nghe thấy nói biết có lợi cho nó. Ví dụ như muốn có một số người chưa kết hôn thì bây giờ muốn có một hôn nhân hạnh phúc, phải làm rõ ra là hạnh phúc hôn nhân ra sao, tiêu chí ra sao. Từ đó đó mới đi nghe những người nào có hôn nhân hạnh phúc nói, chứng kiến những cảnh đó, họ làm gì với nhau, họ nói gì với nhau, mình học những cái biết của họ, giao lưu để tìm hiểu, hiểu ra những cái gì họ biết, tìm hiểu. Rồi sau đó chuyển lại, thay đổi lại cái nói. Mình muốn hôn nhân hạnh phúc thì cẩn thận với những lời mình nói ra, đặc biệt là những cái mình nói trong đầu của mình đó. Phát ra những cái loại trong đầu, những câu nói trong đầu của mình, nó có đang tiêu cực không hay nó đang tích cực. Nếu nó thuận với hôn nhân hạnh phúc thì quá tốt, mình sẽ lưu giữ lại. Thì qua thời gian kiến tạo nên hình ảnh đẹp thì cuộc đời mình đổi. Được không ạ? Rồi, hình ảnh về một người nào đó cũng như thế. Kết quả với một người nào đó mình cũng làm tương tự như vậy. Nhắc tới người đó, mình đã định hình ảnh đó. Nhắc đến ba mình, có hình ảnh gì? Nhắc đến mẹ mình, nhắc tới một ai đó, mình đã có hình ảnh gì? Thì mối quan hệ của mình với người đó nó như thế đó. Với người khác thì họ mang hình ảnh khác, nên là kết quả khác. Nên là muốn đổi được cái quả ngoài, thay đổi được chính mình là thay đổi hình ảnh của mình. Kiểm soát lại nghe thấy, thay đổi cái nói với cái biết. Đó là cội nguồn của cuộc sống. Công thức cội nguồn của cuộc sống. Thì để giao lưu và làm rõ hơn, giao lưu làm rõ hơn một vài cái ví dụ hiện thực trong cuộc sống. Các thầy cô nắm tới đây không ạ? Các thầy cô nhận được tới đây, thì Nhật Anh xin mời thầy Thành
Thầy Thành sẽ cùng giao lưu với chúng ta để hỗ trợ cho chúng ta làm rõ hơn, giao lưu để mình làm rõ ra những hiện thực của thầy liên quan đến công thức cội nguồn của cuộc sống, để mình thấy rõ là ví dụ mình là làm gì, mình ứng dụng ra sao. Thì Nhật Anh xin mời thầy ạ. Dạ, em cảm ơn thầy Giang Lưu Nhật Anh. Em xin chào thầy Cường, xin chào cô Lý, và xin chào tất cả thầy cô ngồi trong phòng Zoom hôm nay. Cảm ơn thầy Nhật Anh đã được cơ hội thành có cái chia sẻ về cái hiện thực này. Thì đây là một cái công thức đó, gọi là cội nguồn cuộc sống, mà một trong ba cái hệ quy chiếu chuẩn để mà thay đổi một con người. Thì trong thời gian vừa qua thì thầy Giang Lưu Nhật Anh cũng đã chia sẻ cho mình một cái hệ quy chiếu đầu tiên, đó là cái tam giác hiện thực, và biết tinh hiệu. Và thứ hai là hôm nay là cái chia sẻ cái công thức gọi là công thức cội nguồn cuộc sống. Đây là một hệ quy chiếu về về thì trong cái hệ quy chiếu cái công thức này thì thành có ba cái trọng điểm mà thành rất là mê, mà nó từ đó mới nhận định được cuộc đời của mình. Trước đây á, hầu như đi học các lớp phát triển bản thân hay đi làm doanh nghiệp thì hầu như người ta nói là hành động để ra kết quả thôi. Có phải các thầy cô cũng từng nghe câu nói của mẹ không ạ? Có chỉ có hành động mà ra kết quả thôi. Chứ không phải là sau này mình mới nhận được cái tri thức này thì mới hiểu được là do cái thói quen rồi tính cách rồi sự chọn lựa của mình thì mới ra, thì là thành mới vỡ hòa ra. Thì trước đây đi làm nhiều trong cơ quan thì người ta vẫn có những cái sự phàn nàn là có thể là do ông sếp mình hay là khách hàng mình hay là một cái cơ chế nào đó của nhà nước, vì nó không thuận tiện đến cái việc của chúng ta đang làm hiện tại. Thì hay phàn nàn, ví dụ như là trường hợp á, bản thân Thành hồi trước cũng có chuyện đó, có nghĩa là kết quả không giống như mình mong muốn, cái mình hay phàn nàn đổ lỗi là do sếp ép mình hay do khách hàng quá khó tính nên tôi mới có cái kết quả này đó. Thì ngay chỗ cái sự chọn lựa đó, thì qua công thức này mình hiểu là gì, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, nhưng chưa phải, không phải lỗi cho tôi. Vì sao ạ? Tại thời điểm đó cái nhận thức mình tới đó nên mình hiểu tới đó, và mình có những cái đó như thế đấy, mình nhận định như thế, nhưng không phải lỗi do mình việc đó. Thì mình như vậy thì cái này là do mình đã chọn trong đó, trong cái thời điểm đó, chứ không phải là do ai mang đến. Thì có một câu nói rất là hay mà các thầy hay là các minh sư cũng đã truyền trao lại cho mình đó, đó là mọi sự chọn lựa đều đúng hay đều phù hợp hay đều thích gì cũng được, mà tại thời điểm mà chúng ta chọn lựa đó. Tại thời điểm đó thì chỗ đó, đó cái thời điểm đó là cái cách lựa chọn của mình, là cái chọn lựa của mình là nó phù hợp nhất tại thời điểm đó. Thì khi mình nhận ra điều này thì không vắng cách được. Lúc đó mình nói, như là cuộc sống kết quả mình có hiện tại trong hôn nhân này, hay trong sức khỏe này, hay về trong cái mối quan hệ hay nội tâm, thì cũng do chúng ta chọn lựa trong quá khứ. Đó là một cái cách mà cảm thấy nó rất là tuyệt vời đó, thành trong giai đoạn mà khi nhận ra được điều này. Dạ, em hình như em thấy cô Lê Nga hình như có cái muốn đặt câu hỏi hay chia sẻ hả cô? Em thấy cô giơ tay ạ. Vâng ạ, em chào thầy. Dạ. Em chào các thầy cô. Em Nga thì muốn hỏi thôi ạ. Dạ, em mời cô ạ. Vâng ạ, trong hiện tại thì em Nga đang trong một cái chương trình huấn luyện chiến sĩ nhí. Chắc là các thầy cô sẽ nhìn thấy các cháu đang ở đây ạ. Dạ. Mấy hôm nay em lên lớp nhiều, em khan hết các cô. Em có một em học sinh, em năm nay thì lớp 8 rồi ạ. Em nghiện game. Em nghiện game mà hôm qua chương trình có tổ chức một cái đêm chia sẻ yêu thương, một cái chương trình vô cùng tuyệt vời. Và bố mẹ có đến thăm con, nhưng mà vì là em nghiện game, cái kỳ vọng của bố mẹ cũng rất là nhiều. Và trong quá trình lớn lên của em thì bố mẹ với cái phong cách là bao bọc, cho nên là con hầu như là
con không biết làm những cái việc để mà tự phục vụ bản thân. Việc gì thì khi ở đây thì cô cũng cứ phải rất là đôn đốc sát sao thì con mới làm được. Bình thường như các bạn thì làm nhẹ nhàng lắm, nhưng mà con thì có lẽ là lần đầu tiên con làm những việc đó, cho nên việc gì con cũng lóng ngóng và làm rất là lâu. Thế thì khi hôm qua mà gặp mẹ, gặp bố thì con khóc nhiều lắm, nhưng mà vì là thấy bố mẹ ở với con nên là cô cũng để cái không gian riêng ấy. Sau đó thì khi bố mẹ không dỗ được con thì gọi cô ra, bảo bố thì bảo cô ơi, cô ra cô dỗ cháu đi chứ bố mẹ nói cháu chẳng nghe. Còn mẹ thì trôi tuông một tràng rất là nhiều, nào là thằng này nó hư lắm, thì nó thể nọ thể kia. Thế thì con khóc nhiều lắm, thế thì cô bảo thôi được rồi, thế bố mẹ cứ về đi để con ở đây cho cô. Thì cô ra cô hỏi chuyện thì con nói là mẹ chỉ nghĩ đến danh dự của mẹ thôi chứ mẹ chẳng để ý đến con. Và sau đó thì bạn ấy cũng phàn nàn nhiều lắm. Thế cô hỏi là hàng ngày thì ở nhà thì con nói chuyện với những ai mà con chẳng nói chuyện với ai trong nhà. Và thầy cho em hỏi là trong làm như vậy thì em có cách nào để giúp đỡ bạn ấy? Thứ nhất là để giúp cho bạn ấy có một cái phương pháp để cai game. Thứ hai là tìm thấy cái tiếng nói chung giữa bố mẹ và bạn ấy. Em xin hết. Xin lỗi thầy Nhật, em để cho em xin chia sẻ với cô ạ. Dạ, mời cô Tú Anh ạ. Vâng, chào. Cảm ơn cô. Chào chị Linh Nga. Chào em và kính chào toàn thể đại gia đình VN. Thì đây là một trong những cái mà học sinh bố mẹ cô thầy chưa thấu hiểu đến các em. Vì các bậc phụ huynh nhiều khi là đôi lúc áp đặt con mình chưa đủ. Mình phải biết rằng cha mẹ nói oan nói ép, nhưng oan và ép như thế nào? Oan và ép với có tình thương, có trách nhiệm, có chia sẻ. Vì ở đây em là một giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, tức là học sinh của em đến trường xa gia đình khi mới là vào lớp 6, tức là các em 12 tuổi là các em lên lớp 6, thì em là chủ nhiệm. Em dạy ở trường phổ thông dân tộc nội trú là chế độ của nhà nước nuôi hoàn toàn, tức là giống như là một thiếu sinh quân. Thì em là dạy đó 22 năm và chủ nhiệm là được 18 năm. Rất là nhiều học sinh, vì cái em trường em dạy là trường dân tộc, học sinh là Vân Kiều và Ba Cô, thì em vào trường dạy là em là người tiểu số, vì em là người kinh nên là em là người tiểu số. Và khi mà mình dạy học sinh cá biệt như vậy thì điều đầu tiên mình phải tìm hiểu gia đình em đó. Thì rất là nhiều bậc phụ huynh không quan tâm đến con và nghĩ đến cái danh dự của mình, cứ nghĩ con là hư. Nhưng mà không phải là hư, vì ba mẹ không chia sẻ với các con. Cái thứ nhất, cái thứ hai, thầy cô cũng không chia sẻ với các em. Thầy cô đừng có nghĩ đó là học sinh mình ưa gì nói nấy. Đôi lúc mình phải coi học sinh như bạn. Thì vì sao mà mình là giáo viên gần 50 tuổi mà xem một em học sinh lớp 6 như bạn? Bạn ở đây để chia sẻ từng trang lứa, để lắng nghe và thấu hiểu em đó muốn gì và cần gì. Vì ở các bậc là em á, nhiều khi là muốn chia sẻ với bạn, nhưng mà khi mà bạn cùng trang lứa thì một cách suy nghĩ rất là non, rất là trẻ. Nhưng khi mình là một người bạn lớn hơn em hơn 30 tuổi, thì cái suy nghĩ của mình nó khác, thì bắt đầu mình phải định hướng cho em đó vào một khuôn khổ. Nhưng muốn cái em đó thay đổi thì mình phải dành tình yêu thực sự, vì em là chuyên giáo dục học sinh cá biệt. Nhưng mà không phải là lớp em đâu, lớp các thầy cô khác, nhưng các thầy cô khác là khi nào cũng chê, thấy học sinh cũng chê, nhưng em không chê. Em không bao giờ chê học sinh. Vì sao em không chê học sinh?
vì em dạy con em được, thì không có cái lý gì mình không dạy học sinh được. Nếu như mình không dạy học sinh được thì chắc chắn học sinh đó ra là vào tù. Vì bản thân em là khi mà em có là hai học sinh, em không phê học bài, em không bao giờ là phê học bài của học sinh để đình chỉ học sinh, mà em chỉ nói với phụ huynh là bây giờ cô hết cách rồi, phụ huynh nên chuyển hồ sơ con về ở xã để học, ở trường địa phương để học. Thì phụ huynh đó đưa học sinh đó về, rút học sinh hoặc hồ sơ học sinh nó về, thì em đó là công an bắt. Vì khi cô, bản thân em đã hết cách, chứng tỏ là nhà nước an ninh phải vào cuộc. Vì sao? Vì mình tình thương, mình phải ôm em đó mình thơm, mình nói em đó như một bậc là cha, bậc mẹ, bậc chú, bậc anh, bậc chị, và đồng nghĩa là bạn, là bạn. Bởi vậy nhiều lúc là em vào trường là em ôm học sinh ăn thơm chuyện bình thường, học sinh ăn bóc em cũng ăn bóc, vì đó là mình hòa đồng với học sinh. Mình hòa đồng với học sinh, hòa đồng để làm gì? Để là cô rất là trẻ trung, rất là năng động. Vì bản thân em nói thực ra là cái giai đoạn mà em đau, em không đi lên lớp được, em chỉ chủ nhiệm điều khiển qua điện thoại, qua Zalo, qua nhóm, và em chỉ nói một điều: các bạn có thích cô chủ nhiệm các bạn không? Và khi ở xã à, có một cái á, nhưng anh xin phép cô Tú Oanh một tí, là cô nói là chỗ mà tình yêu thương á, cái đó là trọng điểm để thay đổi chuyển hóa một con người. Nhưng mà cái tình yêu thương á, là đó là một cái phi vật chất, thành ra là bộc lộ tình yêu thương ra, bộc lộ qua hành động thì nó nhiều cái lắm. Nhưng mà xin phép cô Tú Oanh để nhận anh chia sẻ với cô Nga thêm tiếp lời cô Tú Oanh ở chỗ này. Dạ, ở chỗ mà cô nói, cô Tú Oanh nói về tình yêu thương, rất là cảm ơn cô, rất cảm ơn cô khi chia sẻ một góc nhìn sẽ giúp được cho rất là nhiều người. Cảm ơn cô ạ. Tình yêu thương á, thưa quý thầy cô, tình yêu thương mình nói vậy chứ bộc lộ ra đó, tình yêu thương, nhưng mà mình dính những cái hình xấu, dính những cái hình không có lợi. Có nghĩa là mặc dù thương con, thương học sinh, nhưng mà nhắc đến con mình đang thấy hình ảnh gì? Thì mình có làm cái gì đi chăng nữa, mình có đồng hành hay là mình có thương cả mấy đi chăng nữa, dính một cái hình theo chiều hướng đó, không có thuận lợi, thì mình sẽ mãi mãi thấy đứa bé đó đó, thấy đứa bé đó là không tốt. Mình có đổi cỡ nào cũng không thấy được hết, tại vì hình ảnh trong đầu của mình cứ nhắc đến đứa trẻ đó là mình đã thấy nghiện game, nhắc tới đứa trẻ là thấy không tự lập, nhắc tới đứa trẻ đó là thấy nhu nhược. Trời, dính cái hình đó mình yêu thương kiểu gì được? Mình không có làm cái gì khác được hết, nên là đổi được á, tình yêu thương quá quá tốt, nhưng mà thay đổi được hình ảnh, mình thay đổi được hình ảnh về đứa trẻ đó, về bạn nhỏ đó, đó là cái khởi đầu để giúp đỡ, để tương trợ cho bạn đó tốt nhất. Cô Nga ơi, cô Nga đâu? Cô Nga mở tiếng nghe thầy đi ạ. Dạ, cô Nga có trực tiếp với lại bạn đó không cô? À, thầy ơi, em là huấn luyện trực tiếp với bạn ấy. À, hành trình thì đến ngày hôm nay là ngày thứ 7 rồi, cô trò ăn ngủ cùng nhau rồi. À, trong tiểu đội của em là có 23 bạn, thì có 20 bạn nam. 20 bạn nam thì cái thành các bạn mà nghiện game là phải 60%. À, phải có 60%. Nhưng mà cái em muốn hỏi ở đây, cái cô chia sẻ vừa rồi thì những cái đó thì em biết rồi. Cái em cần muốn ở đây là làm thế nào để giúp cho các phụ huynh để gỡ cái nhãn mác gắn cho các bạn ấy. Không gỡ được. Tại vì sao? Tại vì mình muốn người khác thay đổi không được. Mà là trừ khi á, là cô thay đổi đó, cô đổi được cái hình của cô về các em á. Nhắc đến 23 bạn đó không thấy nghiện game nữa, thì chuyển được cái hình đó sang cho các em và chuyển được sang cho phụ huynh, thì kết thúc, thì hết việc này. Còn bây giờ mình nói mình cố gắng để mình bẻ đi cái hình người ta, xóa cái hình trong đầu của người khác để mình gắn một cái hình khác lên, nhưng mà không được. Mình đang thấy mà, có phải bây giờ cô đang thấy các bạn nghiện game đúng không cô? Em bởi vì đây là học sinh xa lạ cho em cũng chỉ tiếp xúc với các bạn mấy ngày thôi, nhưng mà cái cách đầu tiên là như em hay gọi là đú theo. Đú theo có nghĩa là mình hòa đồng với các bạn ấy ạ.
và nói chuyện rất là thoải mái, cho nên là các bạn kể là các bạn thế nào, rồi trong game thủ thì em đạt những cái gì, các bạn kể nhiều thành tích lắm. Rồi một ngày thì như vậy thì con dành bao nhiêu thời gian cho cái việc chơi game của con? Thì có bạn thì 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, rồi cứ miễn là lúc nào có thời gian thì là game. Có những bạn là chơi đến 4 giờ sáng, 3 giờ sáng là bình thường. Thì cô đang nghe mà có phải, nhưng mà như vậy thì hình ảnh của mình về các bạn á, bây giờ nhắc tới những người bạn này thì cô có hình ảnh gì? Lâu nay ấy, em từ hôm mà cô trò với nhau ấy thì em chưa hình dung ra là các bạn ấy là nghiện game, em cũng không hình dung ra. Thế chỉ mà đến đêm thứ ba thì nghe thì nghe kể về cuộc sống cô trò tương tác, thì con kể những cái việc con làm hàng ngày ở nhà ấy, rồi những điều con thích này, những điều con không thích này, rồi ước mơ của con, tức là cho bạn ấy nói về những cái điểm tốt, những cái điểm chưa tốt về mình ấy, rồi xong thì con muốn mình thay đổi điều gì ấy. Thế thì các bạn ấy chia sẻ ra thì em nghe. Còn về thì cô, nhưng mà cô có hình ảnh gì, hình ảnh của em về các bạn ấy thì em luôn có một cái nhìn tích cực, nên em luôn thấy là các bạn ấy tốt thôi. Các bạn ấy tốt vì bởi một điều là khi mà những cái điều mà cô huấn luyện, những cái điều mà cô đưa ra thì bạn nào cũng rất là tích cực, và chỉ cần cô giao nhiệm vụ thế là các bạn ấy tranh nhau, các bạn ấy đi làm. Quá tốt, quá tốt. Nếu mà có cái hình đó thì đẹp quá. Nhưng mà có thấy con nghiện game không cô? Vì em không thấy cho nên trong hình ảnh của em, trong đầu em không có cái hình ảnh đó. Quá tốt. Nếu mà cô không có hình ảnh nghiện game thì có thể tương trợ được. Còn cô mà có hình ảnh nghiện game á, là không có nói để phụ huynh thay đổi được. Tại vì chính mình mà, mình là người đang gọi là giúp đỡ thì không được, thì kỳ quá. Mình đang tương trợ cho các em thôi. Mạng ai nấy lo. Đồng nghiệp của mỗi người, người nào người đó lo mà. Nhưng mà mình là người đang có tác động trực tiếp đến các em trong giai đoạn hiện tại. Thì chính mình á, mình không có hình ảnh là các con nghiện game. Cái hình nó tan đi thì mới được. Nhưng mà cô làm được một điều quá hay. Đó là có một cái nguyên tắc trong mối quan hệ xã hội đó. Đó là mình mà không làm lớn những cái điểm tốt về người khác thì những cái điểm xấu nó sẽ trỗi dậy. Có nghĩa là mình không làm lớn những cái hình ảnh tâm trí tốt đẹp về người khác thì những cái hình ảnh bất lợi nó sẽ trỗi lên. Thì bây giờ cô thấy các con là tích cực đúng không? Nhưng mà chọn một cái chữ nào khác cái chữ tích cực đi. Tại vì chữ tích cực nó mơ hồ lắm. Tích cực là thuận chiều mình muốn. Nhưng mà bây giờ tích cực là làm sao ạ? Giờ nhắc đến các con thì cô thấy sao? Em cứ mỗi sáng mai dậy ấy, là em cho các con ngày nào cũng vậy. Nói cho cô 5 tính từ, 7 tính từ hoặc 10 tính từ về mình thì con sẽ nói gì? Và cứ từng thành viên trong tiểu đội nói thì bạn ấy cũng nói rất là nhiều, nhưng mà gắn cho mình những cái từ rất là đẹp. Ví dụ như siêng năng, chăm chỉ, tích cực, ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng, hiếu thảo, vân vân nhiều lắm ạ. Ngon đó, làm cái đó là làm lớn hình ảnh lên, làm lớn hình ảnh lên. Sau đó là em cũng cho các bạn ấy tập thiền cái bài biết ơn ấy thầy. Là đưa sự trân trọng biết ơn vô thì lớn lên, thì nó sẽ làm lớn nội tâm lên. Nhưng mà vậy nào cô? Những người mà chơi game nhiều á, những bạn mà trẻ mà chơi game nhiều á, họ là siêu nhân tài. Đúng rồi ạ. Tại sao? Tại vì họ siêu kiên trì. Siêu kiên trì. Có một cái việc chơi game mà tối ngày sáng đêm cũng ngồi chơi được, mất ăn mất ngủ cũng chơi được, thì không kiên trì chứ là gì. Nhưng mà kiên trì vô cái gì thôi. Kiên trì vô cái đối tượng gì, cái chủ thể gì. Thì bây giờ mình chuyển cái đó đi. Thay vì kiên trì chơi game thì chuyển cái chơi game đó thành một cái khác, thì cái người đó đó sẽ làm được vô số việc trong cuộc đời này. Đã làm một việc không bao giờ bỏ, làm cho tới cùng, làm đến mức mà say mê. Thì nếu như bây giờ một người á mà suy nghĩ cho cuộc sống, chăm lo cuộc sống, làm việc siêng năng như vậy, cần cù như vậy, và tất nhiên là quan tâm tới những khía cạnh khác nữa, hạnh phúc, sức khỏe nữa, thì mình có thấy cái người đó là nhân tài không ạ? Em cũng thấy là, thầy, cũng em là thấy... kiên trì chứ. Thay vì kiên trì nghiện game thì bây giờ kiên trì cái khác. Con người của mình đó, không nghiện cái này sẽ nghiện cái khác. Thay vì nghiện game thì bây giờ nghiện nói chuyện cũng là một cái nghiện. Nghiện tập thể dục cũng là một cái nghiện. Nghiện chăm sóc sức khỏe,
nghiện chăm sóc sắc đẹp. Ừ. Dạ. Vậy chỉ cần chuyển được cái đó thôi. Cô nói đi cô. Dạ. Em thấy là các bạn ấy giỏi bởi như này này. Đây là những bạn mà toàn học trong trường top đầu thôi thầy. Bởi toàn những cái trường thi vào rất là khó. Thì là thể hiện được năng lực của các bạn ấy rồi. Tiếp nữa là nói như thầy riêng nói chuyện, bởi vì trong 11 cái nhu cầu của trẻ ấy, thì qua mà khi giống em hỏi ở nhà con hay nói chuyện với ai, con chẳng nói chuyện với ai cả, thì có nghĩa là bạn ấy đang có nhu cầu về tình cảm nhiều. Và nói chuyện với cô thì nói chuyện cả ngày suốt ngày, từ lúc từ mở mắt ra là 5 giờ sáng và lên giường là 9 giờ 30 tối, lúc nào cũng cô ơi cô à, nói đủ thứ chuyện, nói bao nhiêu cái bí mật riêng tư giấu kín từ xưa đến nay là hôm nay là ra hết rồi. Mà khi mà tương tác với bố mẹ thì bố mẹ cũng không nghĩ là con như vậy, hay là viết về ước mơ, viết về mục tiêu rồi xây dựng kế hoạch cho bố mẹ, bất ngờ bố mẹ bất ngờ lắm cô, không nghĩ là con như vậy, hay là viết thư hướng dẫn con, viết thư cho bố mẹ cũng ô cô ơi choáng luôn, nó không bao giờ nghĩ là như vậy luôn. Quá tốt, mình không cần phải bỏ đi cái tánh nghiện game đó, tại vì nó là bóng tối. Nguyên lý của bóng tối với ánh sáng đó, mình mà đi triệt tiêu bóng tối thì bóng tối khác nó sẽ xuất hiện. Bây giờ mình làm cho con không nghiện game nữa để làm gì? Không nghiện game thì bây giờ nó nghiện rượu thì sao? Dạ. Không nghiện rượu thì bây giờ nó nghiện những cái khác thì sao? Gái gú thì sao? Dạ. Thì cũng vậy à. Bây giờ bỏ cái này nó nghiện, chuyển qua nó nghiện cái khác. Thì mình xác định rõ lại xem á, tức là xác định mình hiểu với cô, sau đó mình tương trợ lại cho phụ huynh. Nhưng mà cũng không có mong cầu người ta thay đổi được. Đó là chuyển thật sự là muốn cái gì đó con. Con nghiện game nhưng mà cuộc sống con tốt thì sao? Con nghiện game nhưng mà sức khỏe vẫn đảm bảo, tài chính vẫn có, mối quan hệ xã hội kết giao vẫn tốt. Vậy thì nghiện game đâu thành vấn đề. Nhưng mình lầm tưởng là nghiện game thì không có thời gian cho cái khác, nên mình thấy nó có vấn đề. Thì bản chất là nhắc tới chữ nghiện game thôi là hình ảnh của mình đã không đẹp rồi. Hình ảnh tâm trí của mình về cái chữ đó nó không đẹp. Vậy thì mình đổi cái biết đi. Đổi cái biết đi thôi, nghiện game không thành vấn đề. Tại vì con người mình không nghiện cái này thì cũng sẽ nghiện cái khác. Thay vì đi nghiện game thì chuyển cái nghiện đó thành cái khác. Bây giờ Nhật Anh không nghiện game, hồi đó Nhật Anh cũng nghiện game lắm chứ. Nghiện mà chơi tối ngày sáng đêm á. Tối ngày sáng đêm luôn. Sau đó qua thời gian nghiện tiền, nghiện đi du lịch. Cái từ từ cái nghiện sức khỏe, nghiện làm sao cho mình khỏe, nghiện hạnh phúc gia đình, nghiện nói chuyện. Bây giờ cứ một lần mở miệng ra là thích lắm. Thì nó không khác gì so với nghiện cái game hết. Mình làm nghiện nó là gọi là một cái trạng thái mà mình siêng, mình đam mê với nó. Mình làm hoài với nó. Không có cảm thấy mất năng lượng, luôn luôn có năng lượng. Thì mình chuyển dịch thôi. Chuyển dịch cái đó, cái game đó thành một cái khác. Chỉ cần cho con hiểu được tại sao con phải làm điều đó thì con sẽ làm. Cô xem lại một số cái học phần trước đó về cái nguyên lý hỏi nghi ngộ hiểu chuyển hóa đó cô Nga. Đó là một cái nguyên lý trọng điểm để thay đổi. Trọng điểm để thầy chuyển ơi, hóa. Thầy ơi, cái bài đó của thầy nên em mới chuyển được cho học sinh được cái đó đó thầy. Vậy hả cô? Dạ. Vậy tốt quá. Hay quá à. Dạ. Hay quá. Chuyển được cái đó chỉ cần cho các em biết được là có một cái năng lực là nghi vấn, đặt những cái nghi để nó hướng theo những cái hướng khác mà ra khỏi cái game đó, chuyển cái game thành một cái khác. Yeah. Thì qua thời gian, người mà đã hiểu, không quan trọng lớn nhỏ, cuộc đời ngắn dài không quan trọng, quan trọng khi nào ngộ ra mà. Tuổi lớn, tuổi nhỏ gì thì cũng giống nhau hết à. Cũng là trong tâm trí mình thì cũng đến từ hình ảnh trong đầu của mình, ai cũng vậy hết. Thì làm sao để cho kiến tạo được một nghi vấn có lợi cho họ, cho những bé đó. Thì từ đó mấy bé mà đã thông minh như vậy, đã hiểu như vậy, đã kiên trì như vậy, thì chỉ cần ngộ ra là sẽ làm biết tới sau này, làm hết trong cuộc đời của mình. Thì không cần tập trung vô thay đổi về nghiện game nữa, tại vì nghiện game là bóng tối, mình không đi xử lý bóng tối mà mình đưa ánh sáng vào. Có nghĩa là đưa hình ảnh ánh sáng vào, là cô đang làm một điều Nhật Anh thấy là rất hay đó, Nhật Anh biết ơn cô lắm. Tại vì hàng loạt người trẻ tuổi sẽ được là đổi cuộc đời khi mà tiếp xúc với cô đó.
Các thầy cô và các anh chị có cảm nhận là những bạn nào thật sự rất may mắn mới mới gặp cô không ạ? Mới gặp cô Nga không ạ? Làm lớn những hình ảnh tốt đẹp lên. Trời ơi, làm lớn những cái hình ảnh tốt về về các con á, không phải ai cũng làm được đâu. Nhưng mà nói chứ ai cũng làm được. Chỉ cần hiểu là làm được. Thì làm lớn những cái hình đó lên thì con đâu còn thấy nghiện game gì nữa. Thì cả cuộc đời sẽ thay đổi nếu như vẫn giữ được hình ảnh đó. Cô chuyển được công thức này luôn cho các con luôn. Thì tại vì trong cái trại đó thì đâu có gặp nhau biết đâu. Không có gặp nhau về sau này. Vậy thì mình chỉ cần một tâm niệm. Đó là có thể những con người gặp mình trong cuộc đời của mình có thể không gặp lại nữa. Nhưng mà làm sao những gì họ đã từng gặp, những lúc mà họ gặp mình, những gì mình nói ra đó, làm nền tảng sống cho suốt phần đời còn lại của họ. Nếu như cô có tâm niệm đó mà cô chuyển được những cái đại tri thức, những cái quý tuyệt quý như vậy, Nhận Anh đã nhận được từ các minh sư của mình, các cao nhân đã chỉ cho mình, thì Nhận Anh quý lắm. Và bất cứ ai khi có cơ hội nói chuyện là Nhận Anh chuyển cái này cho họ. Để làm gì? Để họ tự kiểm soát lại cuộc đời của họ, tự làm chủ lại cuộc đời của họ. Có thể không gặp lại nữa, nhưng họ chỉ cần nhớ được á, nghe thấy nói biết trong họ, nó tạo ra hình ảnh trong đầu của họ, từ đó định vị niềm tin của họ và đổi hết kết quả cuộc sống của họ. Thì trong một thời gian ngắn ngủi đó, làm sao cho họ thấu hiểu sâu xa nhất về công thức này, thì từ đó họ tự đi, họ tự làm chủ, không cần phải gặp mình nữa. Thì cô giữ tâm niệm đó và mang công thức này lan ra cho các bé. Các bé thì mình nói bé thôi, chứ mấy chục năm nữa ai biết họ là ai. 50 năm nữa họ là ai trong cuộc đời này, ai mà biết được. Họ là kiến tạo đất nước của mình và họ là thế hệ mà dẫn dắt đất nước của mình thì sao? Thì không thể nào hình dung nổi. Thì những người đó đó, họ là siêu nhân tài trong cuộc đời này. Chỉ cần chuyển qua cho họ thì họ sẽ tự tự làm chủ cuộc sống của họ. Hôm qua em chụp ảnh, em bảo là cái điện thoại của cô chụp ảnh nó không được đẹp lắm. Bà một cô để cô, con đổi cho cô, con tặng cho cô một cái điện thoại mới. Thế là cô bảo thôi được rồi, cô nhận, nhưng mà để 30 năm sau nhá. Không cần đâu cô, 10 năm thôi cô. Cưng quá. Ở đây là đang trong danh thoại quân đội thầy ạ. Dạ. Các em huấn luyện ở trong đơn vị quân đội. Quá tốt, cho một cái kỷ luật cao lắm. Hiểu chuyện đó. Có phải có kỷ nguyên tắc sống. Có trên, có dưới, có lễ. Dạ. Và em biết ơn thầy ạ, em nhường lời cho các thầy cô khác ạ. Dạ, cảm ơn cô Nga. Vậy nha cô, lấy công thức này nè, chuyển sang cho các bé. Cô không thấy các bé có vấn đề là quá tốt này. Từ đó đó, mà các bé sẽ tự thay đổi, mà cô chuyển được cái hình này sang cho phụ huynh, thì phụ huynh sẽ không còn thấy con có vấn đề nữa. Còn chuyển được, còn họ làm được hay không thì tính sau. Tại vì quan trọng là sự gắn kết á, tình yêu thương nãy cô Tú Oanh nói á, tình yêu thương mà nó gắn trái tim với nhau mới nói được. Còn không có gắn kết trái tim với nhau, có nói cỡ mấy không vô. Không ăn thử, không ăn thua. Thì nếu là ai mà có nhân duyên với cô, một trong những người ở đó, hoặc là một số, hoặc là biết đâu nhiều người ở đó thì sao, gắn kết hết cái học kỳ này, học kỳ tập luyện quân đội này mà lại gắn kết sâu được với cô thì thôi tốt quá. Thì lúc đó cô có thể cho đi nhiều hơn, cho đi giá trị nhiều hơn. Ở đây thì các em có 106 cháu trong độ tuổi từ 7 đến 17 tuổi. Trong huấn luyện thì có rất nhiều các chuyên gia, như các chuyên gia tâm lý, các chuyên gia kỹ năng mềm. Em thì cũng có lên lớp một số chuyên đề, với cả làm trực tiếp phụ trách các cháu. Thay mặt cho dòng họ, bà con hai họ biết ơn cô. Em biết một giáo viên mà hiểu được những quan niệm ánh sáng như vậy thì đất nước mình có tương lai. Biết thầy ơi cô. Cái chương trình thấu hiểu chính mình của thầy là em chưa bỏ bữa nào. Dạ biết ơn cô, biết ơn cô Lý, biết ơn cô Lý đã tạo điều kiện. Dạ vâng ạ. Thầy ý được không ạ? Thầy, em thấy hình như cũng có một cô đang giơ tay đó thầy Nhân Anh, chắc trong bối cảnh này. Cô Doãn hả cô? Dạ, cô chia sẻ. Em cảm ơn cô Lê Nga nhé. Nhờ cô Lê Nga đã có một cái nghi vấn và tạo ra một bối cảnh đó.
để cho các cô thầy trong đây được nhận thêm cái bài học, những cái kiến thức từ thầy Nhật Anh trao tặng á. Thì một cái điều rất hay á, thì có một cái tâm niệm của người nhà giáo á cô, nếu mà mình á, mỗi ngày mình cầm cặp mình đi đến trường á, mình để một kiến, mình giúp để một kiến tạo cho một đất nước tương lai sau này á, thì cái tâm thái mình đi đi đến trường nó rất là hào hứng mà nó vĩ đại vô cùng. Các cô thấy không, cái nghĩa của cô nó vĩ đại không ạ? Giống như thầy Nhật Anh nói đó, 50 năm 30 năm đó các em đâu biết lại đâu, là siêu nhân tài. Mà mình là bây giờ có phải là mình là sinh viên gạch đầu tiên cho siêu nhân tài cho sau này không? Nếu mà mình có một cái tâm niệm vậy, em hỏi các cô thầy hôm nay, có phải là chúng ta rất là tự hào không ạ? Thì nếu mà chúng ta có một cái tâm niệm đó thì rất là tuyệt vời cho thế hệ sau này, cho đất nước chúng ta. Chắc là em mời cô Doãn ha. Em ám ơn nghe. Xin cảm ơn thầy Thanh, thầy Nhật Anh đã cho phép mình chia sẻ. Xin chào quý thầy cô. Sau khi mà nghe cô Nga trình bày cái vấn đề đấy thì mình xin có những ý kiến như thế này. Thì đây là một cái vấn nạn chung và vấn nạn rất là lớn đối với tất cả các em học sinh bây giờ. Cái vấn đề nghiện game ấy, là nó trở thành giống như một vấn nạn rất là làm cho nhiều phụ huynh đó, là họ khó xử lý. Thì vừa rồi nghe cô Nga nói là cô Nga tại sao cô Nga có thể là khai thác được những cái thông tin và những cái nỗi lòng của trẻ, là vì cô Nga đã đồng hành với các cháu, cô Nga dùng cái tình yêu thương và dìu dắt các cháu, do đó các cháu mới mở được cái lòng ra để mà bộc bạch hết tất cả những cái tâm sự của là các cháu với cô Nga. Nhưng tại sao phụ huynh thầy không thể là làm được điều đó, là vì ở chỗ là phụ huynh đó họ tham tưởng, họ muốn rằng họ nghĩ rằng họ thương con họ, nhưng thực tình ra là họ muốn đòi hỏi con họ có những thành tích, những cái vấn đề mà đạt được theo cái mong muốn của họ chứ không phải theo cái mong muốn của con. Họ đã làm họ muốn là con họ có những cái gì đó để cho họ đẹp mặt lỡ mày. Như vậy ngoài cái vấn đề họ đặt ra ở con họ là họ đòi hỏi con họ làm những điều để cho thỏa mãn cái danh của họ, cái tiếng của họ. Thành thử là khi những cái điều con nó không làm được thì phụ huynh đau khổ. Thì qua cái vấn đề này thì mình cũng muốn nhờ cô Nga cái ý như thế này, không biết là có nên không, ở chỗ là khi cô Nga giáo dục các cháu thì cái thời gian mà các cháu được ở với cô Nga trong khoảng thời gian là vô cùng là nhỏ so với cái khoảng thời gian ở với bố mẹ. Thì cô Nga cũng có thể nói rằng là muốn mà hiểu được con mình thì trước hết đó, là mình phải thể hiện cái tình yêu thương như thế nào. Ở chỗ những ngay những cái lời nói bắt đầu á, cha mẹ mà đối với con là toàn những cái ngôn thì là chi chỉ mắng chửi thằng này thằng nọ thằng kia, chứ chưa bao giờ có những cái lời là yêu thương. Mình yêu thương mà không thể hiện được cái lòng yêu thương của mình đối với con thì con nó không đón nhận được. Và cái sự yêu thương này đã cho con được thể hiện được cái bản thân nó chứ. Thì yêu thương là làm cho trẻ thể hiện được mình. Trẻ thấy được á, là cái nhu cầu cần thiết phải học. Trẻ cảm thấy rằng á, là mình được tôn trọng, mình được thể hiện mình thì hoàn toàn không có. Vì cha mẹ luôn áp đặt, luôn bắt con theo theo mình. Thì không bao giờ là trẻ có thể á, là tạo được cái cảm xúc gần gũi với bố mẹ. Thì làm sao bố mẹ là hiểu được cái nội tâm của con, mà dìu dắt con đi theo những con đường đúng. Thì qua cái ý là vì thời gian không có nhiều, thì em cũng muốn là cô Nga nếu có điều kiện thì cô Nga cũng khuyên phụ huynh là không nên áp đặt những cái suy nghĩ của mình bắt con mình theo ý mình. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là mình chưa thấu hiểu được con mình, không dìu dắt được con mình không có thể là đồng, không dùng từ ái ngữ, không đồng hành cùng cháu thì làm sao được dìu dắt cháu được. Thì cái này là nếu muốn đứa trẻ nó hoàn thiện thì vấn đề giáo dục của gia đình là một vấn đề quan trọng, vì nó được điều tiết của bố mẹ hàng ngày khi bữa ăn có bị giúp ngủ có bị cái như thế nào cuộc sống. Thì cô Nga là người khởi sự cho một mầm mống tốt đẹp, và cái người mà tự nhiên bỏ phấn để duy trì hạt giống đó phải là bố mẹ và những người má sâu sát nhất đối với các em. Thì là bây giờ thời gian không có thì em cũng xin là ý kiến như vậy thôi, và cũng như cô Nga chuyện những ý này đối với phụ huynh rằng mình phải mở lòng đối với các con, mình tung về nó hiểu nó thì khi đó mình mới dìu dắt nó được. Lòng yêu thương của mình thì như thế nào mà con mà hiểu được sang là bố mẹ thương yêu mình, lời nói những hành động những cử chỉ áp đặt như vậy thì con cả nó xa lắm mình, và khi nó có lỗi thì không hề nhận được sang là con như vậy sai để mà sửa, mà chỉ có cái cách là chửi bởi bởi là la mắng. Thì con bao giờ nó cứ nó mở lòng tâm sự những cái điều đúng sai phải đại những suy nghĩ của con ở với mình,
khi nói suy nghĩ thì có tích cực và tiêu cực. Nếu mà suy nghĩ tiêu cực mình cũng không nghe được, mà tích cực mình cũng không hiểu được, nó không đặt được cái niềm tin gì cho cái tương lai của nó, hình ảnh tốt đẹp cho cái cuộc đời của nó, mà vừa mới có suy nghĩ ra thì bị bố mẹ đã vui chặt rồi, thì làm sao con mình định hướng theo một cái đường hướng tốt đẹp được, và có thể hiện ngoài tương lai của con mình là với bàn tay của mình mà mình không biết. Do đó là em rất mong muốn là cô Nga cũng đồng hành với bố mẹ và có những cái ý kiến với bố mẹ để bố mẹ thay đổi cách nhìn, tức là thay đổi cái quan điểm sống, thái độ và suy nghĩ của mình đối với con mình, thì cùng với là cô Nga dìu dắt những đứa trẻ trở thành những cái nhân tài của tổ quốc. Dạ em xin hết ạ. Dạ biết ơn cô Doãn. Cô Nga đang làm như vậy đó cô. Dạ biết ơn sự chia sẻ từ cô. Cảm ơn cô ạ. Thì gắn kết tình yêu thương đó, trước khi muốn ảnh hưởng được một ai đó thì phải thu hút, tức là thu hút trước, gắn kết trái tim rồi mới có thể chuyển được, mới có thể ảnh hưởng được. Có nghĩa là mình không có ảnh hưởng con cái hoặc là một ai đó trong cuộc sống của mình được, không có nên chia sẻ ra mà người ta đón nhận được á, là bởi vì hai trái tim chưa có gắn kết với nhau. Nên là gắn kết với nhau trước, gắn kết với nhau trước rồi từ từ á, mình sẽ nói sau. Còn làm sao mà để gắn kết thì những học phần tới coi xem mình sẽ nói tiếp. Tại vì mình mặc dù mình nói là phải có tình yêu thương vậy chứ á, chứ làm rõ nó, bởi vì tình yêu thương là phi vật chất. Mình nói muốn gắn kết á, nhưng mà thật sự muốn gắn kết thì có phải phải có một số cái, thì trong những cái học phần tới mình sẽ chia sẻ với nhau sâu hơn nha cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ nhưng anh nhớ có cô Sen, cô Sen hình như có một buổi nào đó, hình như mấy buổi đầu thì phải, cũng có nói tới là con nghiện game phải không cô hai chị Sen? Dạ vâng ạ thưa thầy ạ. Dạ em nhớ rồi, tự nhiên chợt nhớ tới. Thế nên nãy em cũng có đặt câu hỏi là muốn đổi hình ảnh thì là đổi như thế nào ấy ạ? Tại vì là, thì là em đã hiểu nguồn cuộc sống này rồi đấy, nhưng mà mình muốn đổi cái hình ảnh đấy, nhưng mà xung quanh mình thì luôn luôn có cái tác động cái hình ảnh đấy vào ấy ạ. À, đây. Đây thêm một tờ giấy. Có một cái chữ nó gọi là tính không. Mục tiêu có một cái chữ nó gọi là tính không. Tính không, tính không có nghĩa là như vậy. Lấy một cái ví dụ. À, Nhật Anh xin phép là chia sẻ thêm một chút thời gian nữa à, cô Lý. Lấy một cái ví dụ vậy là cô Sen. Hôm nay là chủ nhật cho nên thầy thoải mái đi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Vâng, còn ai mà không có thời gian thì mình có thể thắt zoom. Dạ vâng. À, có một cái ví dụ á, có một người thầy đó đã từng lấy một cái ví dụ như vậy. Thì nếu anh chị nào đã biết, các thầy cô nào đã biết rồi thì Nhật Anh xin nhờ các thầy cô phối hợp giúp. Phối hợp để mình cùng làm rõ nha. À, đây là một cái gì ạ? Theo chị Sen, theo cô Sen thì đây là cái gì ạ? Dạ, đây là một cây bút, thưa thầy ạ. Là một cây bút. Thì mình thấy đó là một cây bút. Nhưng mà ví dụ như bây giờ có một con vật là một con thân quen với mình là một con chó. Thì mình cũng không biết nó nghĩ gì đâu. Nhưng mà giả bộ thôi. Thì bây giờ nếu là một con chó nhìn nó, thì theo chị nghĩ thì nó sẽ là, đối với nó thì cái này là cái gì ạ? Đối với con chó thì có thể là cục xương, có thể là đồ chơi của nó. Ừ. Mình cũng không biết đâu, nhưng mình giả bộ. À, thì là một cái gì đó đối với nó, có thể là một cục xương hay là một đồ chơi hay là một cái gì đó, không biết. Vậy thì bây giờ á, lấy cái bút này thả xuống ở đây, tắt hết zoom, tắt hết đèn. Không ai ở đây nữa hết. Mấy thầy cô, mấy anh chị em mình ra khỏi phòng hết. Tắt hết, con chó cũng đi ra ngoài luôn. Vậy thì lúc đó cái này là cái gì ạ? Lúc đó thì là cái đấy nó chả là gì. Nó chỉ là, nó không là gì thầy.
không là gì là mình do mình đặt đây, mình đặt cho nó một cái tên gọi là không là gì. Vâng. Còn thật sự lúc đó đó, đó họ, mình không có thể dùng cái từ gì để nói được luôn. Nhưng mà lúc bây giờ mình vô lại, ta mở đèn lên lại, cầm cái bút lên lại, thì đây lại là cái bút đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Đây là cái bút, con chó nhìn lại thì thấy nó là cục xương. Nhưng khi không có ai đó nữa hết, không còn gì nữa hết, thì không thể nào dùng một cái từ gì để mô tả cho cái tánh của nó được nữa hết, cái tính của nó được nữa. Tại vì nếu mình nói nó không là gì, có nghĩa là mình đang, thay vì nói nó là cái bút trong mặt kép, thì bây giờ mình cho nó là không là gì. Gán cho nó lại, cho nhận thức của mình nhìn ra. Dạ. Nhận thức của mình nhìn nhận ra nên mình mới thấy cái đó là cái gì đó. Dạ, đây là một cái ví dụ từ một người thầy, thầy Michael Roth. Thầy thường xuyên lấy ví dụ này về tính không của vạn vật. Thì Nhật Anh nhận thấy nó rất quý, nó quốc quý, rất quý liên quan đến hình ảnh tâm trí. Tại vì á, mình nhìn thấy con mình nhìn thấy, giống như mình nhìn thấy một cây bút. Đó là một cây bút là bởi vì mình có đối tượng nhận thức là mình. Nhận thức của mình á, phóng ra, chiếu ra nên mình mới thấy đó là gọi là cây bút. Thì tương tự như mình nhìn con, mình thấy con nghiện game. Hay con như thế nào đó. Thì cái đó là hình ảnh của mình đặt lên. Chứ nó bản chất nó không có gì hết. Vâng. Vậy thì nếu ai thật sự thấu hiểu được cái đạo lý về tính không này, thật sự biết thôi thì chưa đâu, biết tin với hiểu thật tin rồi, nhưng mà thật sự mà có một cái giây phút nào đó trong cuộc sống, nếu các thầy cô đã biết điều này rồi, biết về tính không rồi, thì mình ứng dụng đó trong một giây phút đó, con mình hay là chồng mình hay là một ai đó nó không còn là gì nữa. Hình ảnh của mình đó, về họ không còn là gì nữa hết. Không thấy tốt, không thấy xấu, không có gì nữa hết. Thì Nhân Anh chúc mừng. Đó là lúc mà chúng ta có thể đổi hình được. Là chúng ta đã đổi cái thấy đó. Đổi cái thấy đó. Thay vì trước đây thấy con là thấy con thế này thế nọ. Thấy con nghiện game ha. Thấy con có những cái tánh không có tốt. Làm biến nè. Lì ngại hay đòi hỏi láo cá thì một số cái mình hay nhìn thấy ở con nhây lầy nói hoài đòi hoài đó, thì mình nhìn thấy tại vì cái đó cái thấy của mình phóng ra nó tương tự như cây bút mình đã nhìn thấy thì mãi mãi không đổi được hình ảnh tại vì cái đó đã là cây bút rồi thì nó không thể là cái gì khác được nữa hết. Mình đâu có thể nói cái này là cái ly nước được. Tại sao? Tại vì mình đã thấy cái này là cây bút rồi thì dính cũ nó không thể làm cái khác được nữa. Trừ khi là mình thấy nó không là gì hết, gán cho nó một cái khác thì nó mới là cái khác. Thì không là ai á, có một câu nói là nếu không là ai có thể trở thành bất kỳ ai. Còn nếu đã là ai rồi thì không thể thành ai được nữa. Có nghĩa mình là đã thấy mình là cây bút rồi. Thấy hình ảnh của mình về mình, thấy mình là như vậy rồi thì mình không thể nào trở thành một người khác được nữa. Nếu đã là một người khác thì giống như mình khoác thêm một cái áo vô, vỏ bọc, khoác thêm một cái vỏ bọc vô thì mình mâu thuẫn nội tâm lắm và mình mệt lắm, tại vì suốt ngày phải đeo mặt nạ vô. Nên là tháo xuống hết, không là ai hết thì mới có thể thành bất kỳ ai. Mà đã là ai rồi thì không thể thành một ai khác. Vậy thì tương tự đối với chồng mình hay con mình, bối cảnh này là với con, thì nếu mình đã thấy con là một ai đó thì bé nó không thành người khác được. Mãi mãi trong mắt của mình bé nó sẽ nghiện game, nhưng trong mắt của người khác đó là một nhân tài. Dạ đúng ạ. Đối với mình á, chồng mình là thế này thế nọ, nhưng mà đối với người phụ nữ khác, chồng mình là mang hình ảnh khác. Nên là kết quả mối quan hệ của chồng với người đó đó, nó sẽ khác với kết quả của mối quan hệ của mình với chồng mình. Chẳng qua là bởi vì hình ảnh trong tâm trí của mình nó khác nhau. Nên là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính mình, là bắt nguồn từ hình ảnh tâm trí của mình. Nhưng không phải lỗi cho mình. Bây giờ thấy con có vấn đề làm sao nói lỗi của mình.
nhưng mà nó xuất phát từ mình mà ra, là xuất phát từ hình ảnh của mình mà ra. Dạ đúng ạ. Vậy thì chị đổi thôi, về giờ chị đổi đơn giản lắm. Chị hiểu được tánh không, hiểu được tính không, còn không có vấn đề. Còn nghiện game thì có vấn đề gì đâu. Thì chị nghe một số cái lúc nãy, một số cái biết á, lúc nãy giờ anh nói với cô Nga một số cái biết. Bây giờ nó không nghiện game, nó nghiện cái khác thì cũng vậy nè. Thôi, để nó nghiện, sau đó chuyển dịch cái nghiện đó sang một cái khác thì con tự tốn lên. Dạ, mà bản chất nghiện game nó cũng không thành vấn đề nữa. Có những người nghiện game nhưng mà cuộc sống siêu tốt. Vậy thì mình muốn con có cuộc sống tốt hay là mình muốn con hết nghiện game? Vậy thì thay vì đó, tập trung vô tháo đi cái nghiện game đó, tập trung vô những kết quả tốt, chị muốn con ra sao, chuyển được cái mong muốn đó sang cho con, thì qua thời gian nó tự nó đổi. Dạ. Rồi kiểm soát lại cái nói của mình, không có nói con nghiện game gì nữa hết. Có một cái lần đó Nhật Anh nghe một cái người cô kể lại, cổ là năm nay chắc cũng tám mấy tuổi rồi, cổ lớn tuổi rồi, một đại sư. Thì cổ kể lại lúc mà cổ còn trẻ đó, thì cổ thấy con của cổ á, cuộc sống lúc đó gia đình khó khăn quá, cuộc sống gia đình khó khăn nên là phải đi mua bánh mì, đi ăn sáng, đi mua đồ ăn cho cả ngày, hôm đó chỉ có thể mua bánh mì thôi. Nhưng mà đem bánh mì về nhà thì để chưa kịp ăn thì đứa con nó ăn hết rồi. Thì cổ tức quá, đói mà. Thì cổ mới thấy nó, cổ chửi nó, cổ mới nói là mày, tự nhiên cổ chợt nhớ ra, nói mày thật là tuyệt vời. mày thật là tuyệt vời. Ngay trong giây phút đó, hình ảnh đang tiền thằng xấu quá, để chuẩn bị chửi là tự nhiên chợt nhớ lại. Sau này cổ mới kể ra, nó là lúc đó trong đầu nhất định không được thấy nó có vấn đề, tại vì mình thấy là mình đổi cái nói của mình vẫn như cũ, thì cuộc đời mình vẫn như cũ. Hình ảnh niềm tin mình mãi mãi không đổi được. Nên là mặc dù cái đó cũng thô thôi, mặc dù nó là mặt mày tuyệt vời, nhưng mà trong lòng đau lắm. Liêm chính nội tâm thì không có thể đổi hình ảnh, nhưng mà đổi được cái nói. Một lần đổi được cái nói, hai lần đổi được, ba lần đổi, bốn lần đổi, năm lần đổi. Đổi được cái nói sẽ tới một lúc mình trở thành người mình nói. Nó chuyển dịch hết hình ảnh tâm trí của mình luôn, là không thấy mình có vấn đề nữa, không thấy người đó có vấn đề nữa. Thì nhờ anh nghe câu chuyện của cô á, Nhật Anh nhớ hoài luôn, nhớ mãi về sau này luôn. Đó là chủ động đổi cái nói của mình. mày thật là tuyệt vời. Vâng. Đổi cái nói. Vâng. Rất là biết ơn thầy Nhật Anh hôm nay chia sẻ, thì em đã hiểu ngộ ra cái sâu hơn về cái vấn đề mà tính không ấy ạ. Thực ra là em cũng biết tính không đấy, nhưng mà đôi khi là em đã có cái đấy rồi, nhưng mà sau rất nhiều lần cứ nghe kiểu như sau chắc là mình nhập vô hay gì đó, thì là sau hình ảnh của mình lại có kiến tạo một cái hình ảnh về con. Và cái nói của mình thì cũng rất là nhiều lần thay đổi rồi, nhưng mà chỉ có chắc là một đến hai lần gì đó mình vấp phải cái đấy thì là mình lại có dính. Nên là em thấy là cứ loay hoay trong đấy mà em mãi em không đổi được. Thế nhưng mà hôm nay thì được chia sẻ của thầy thì em đã hiểu ra được rất là nhiều. Chị mình tin tưởng, chị tin tưởng điều mà chị tin tưởng, những người xung quanh sẽ hoài nghi về điều mà họ hoài nghi. Mà quan trọng là chị có tin không thôi, có tin con mình là tốt không thôi. Những hình ảnh tốt đẹp chị đã làm lớn lên đó, người khác có nói ngược lại, tại vì môi trường xung quanh mình đâu kiểm soát được. Những gì ở bên ngoài của mình là mình đâu kiểm soát được đâu. Họ sẽ cho mình những cái nghe, chủ động cho mình thấy những cái không có lợi cho mình. Thì là làm sao? Mình tin điều mình tin, qua thời gian người xung quanh thay đổi. Tin tưởng điều mình tin tưởng, người khác sẽ hoài nghi điều họ hoài nghi. Có nghĩa là sao? Bây giờ thấy con mình đó, hình ảnh của mình đang thay đổi. Đổi cái nói, đổi cái biết, thấy con đang tốt lên. Chọn những cái hạt mầm tốt đẹp về con làm lớn lên. Nhưng mà người xung quanh cứ suốt ngày nói nó nghiện game, suốt ngày nói nó tệ, suốt ngày nói nó thế này thế nọ. Thì sao? Không quan trọng. Chị vẫn nói, chị làm lớn lên luôn những cái điều mà tốt về con. Chị nói riết, qua thời gian họ đổi hết. Nhưng mà mình phải tin tưởng điều đó. Chỉ sợ là làm cách vàng một mét,
99% niềm tin nó giống như một cái bong bóng, chỉ cần một cái lỗ nhỏ 1% thì nó sẽ xì. Chị đã tin con mình tốt thì tuyệt đối suốt cuộc đời này phải tin con mình tốt. Chọn một số cái tố chất á, thấy con là người có sự khiêm tốn nè, thấy con là người kiên trì nè, thấy con là dũng cảm thay đổi, dũng cảm nhận lỗi, ví dụ như vậy, thì đã tin những điều đó thì nhất định phải tin cho tới cùng. Ai nói cái gì cũng không tin, nói gì ngược lại là không tin, thì phải đủ, có đủ dũng khí không, đủ dũng khí để làm được điều đó không? Dạ em đủ ạ. Đủ dũng khí và đủ liêm chính nội tâm, không được lung lay hình ảnh. Sự mạnh mẽ nó không có đến từ bộc lộ qua hành động mạnh mẽ, nó bộc lộ qua đó mình giữ được cái mình muốn, buông được những cái gì không tốt, không có lợi cho mình buông được, còn những gì thuận lợi mình giữ được nó. Thì đó, chị làm được như vậy thì hình ảnh của chị tuyệt đối do chị tạo nên. Nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo là từ mình đó, nhất thiết là từ hình ảnh trong nội tâm của mình tạo ra kết quả cuộc đời của mình. Thì nhất định là như vậy, cội nguồn cuộc sống mãi mãi xuất phát từ chính mình. Từ mình hoa trái cuộc đời này, từ mình mà ra, nở ra. Chắc chắn sẽ có trợ lực bên ngoài, nhưng mà cái hạt mầm phải là từ mình. Thì vững một cái niềm tin đó, mà niềm tin nó vững rồi thì cũng không cần phải nỗ lực để giữ nó. Không cần kiên trì, không cần cố gắng gì hết. Đương nhiên là con tốt. Đương nhiên là con kiên trì. Đương nhiên là con dũng cảm. Đương nhiên là con khiêm tốn. Đương nhiên là con vậy. Chọn một số hình ảnh, ba hình ảnh đẹp thôi. Giờ chị chọn ba hình ảnh vì con tốt đẹp về con. Chị làm lớn lên. Chị muốn nhìn thấy con như thế nào. Chọn đúng ba cái đó làm lớn lên. Nói hoài, gặp ai cũng nói hết. Dù dùng này có bối cảnh á, giơ tay lên nói là hôm nay em muốn chia sẻ về con em đã thay đổi quá, em mắc nói quá, mọi người cho em nói một tí. Cái mở mic lên chia sẻ nên thấy con nè, con đã vậy nè, em mừng quá. Rồi, gặp bạn bè, gặp một số người nào đó có thuận lợi bối cảnh, chị nói cho họ nghe là trời ơi, để chờ, em nói cho chị nghe cái này, em nói cho anh nghe là con em đã vậy nè. Nghe nè, nói ra cứ thành người mình nói mà. Chị nói riết hình ảnh trong đầu của chị vậy, con không thể nào kháng đi được luôn. Nhưng mình á, những điều tốt mình ít nói quá, mình làm biến nói. Mà những gì không có thuận lợi mình nói hoài. Các anh chị, các thầy cô thử ngẫm lại coi phải không. Những gì tốt mình ít nói lắm, biết rồi thôi à. Những gì mà không đẹp mình đi lan ra ngoài. Đúng vâng thầy ạ. Giờ mình trở thành người mình nói. Vâng ạ. Mình nói mình là người nghe đầu tiên á, mình là người thấy đầu tiên luôn, mình là người biết đầu tiên luôn. Nên mình mở miệng ra nói điều bất lợi là mình dính hình ảnh không đẹp liền. Chính mình kiểm soát lại cái nói của mình, chủ động, mình có cái miệng mà. Mở miệng ra, chủ động nói những cái gì tốt đẹp, mình muốn hình ảnh về con ra sao, mình nói điều đó. Muốn chồng sao, nói điều đó. Ổng rửa chén cho mình một lần. Trời ơi, mình mang cái đó mình đi kể cho khắp thiên hạ nghe. Thì mình ổng sẽ rửa chén suốt luôn trong phần đời còn lại. Tại vì người đàn ông á thích được ghi nhận, cần được ghi nhận, thì đã nói một điểm tốt là ổng sẽ làm lớn cái đó lên. Người phụ nữ cũng vậy à, chồng, người chồng nào hiểu á, lấy những hình ảnh tốt đẹp về vợ và làm lớn lên, thì người vợ đó sẽ theo, sẽ kiến tạo ra một người vợ theo cái hướng, theo hình ảnh của mình. Trong mắt của người khác, mình có cái người đó có thể không là ai, nhưng mà trong mắt của mình, người đó là cả thế giới. Mình kiến tạo lại, họ là thế giới của mình, tại vì cội nguồn từ mình mà ra. Phóng hình ảnh ra ngoài, phóng hết tất cả mọi cái ra ngoài. Thì làm bằng cách đó, qua thời gian chị đổi được hình ảnh, đổi nhanh luôn á. Rồi ai đó nói, nghe cái thấy, chị nghe những điều mà bất lợi cho hình ảnh về con, không nghe. Có thất lễ cũng không nghe. Tại vì giữ cái lễ để làm chi, rồi cuộc đời của mình theo đi theo hướng đó. Nhưng không có phải là quá thất lễ. Mình hiểu nhưng mà khéo thôi, làm sao đó không nghe nữa thì mình không nghe nữa thôi. Có nói mình vẫn không nghe, không có chọn, vẫn nghe nhưng không đi vô đầu mình. Vẫn thấy nhưng không đi vô đầu mình. Tại vì cuộc đời của mình do mình làm chủ. Ý nghĩa của công thức cội nguồn cuộc sống này nè, đó là làm chủ lại cuộc đời của mình.
Nhật Anh sẽ ghi cái tên đó vào đây. Đó là công thức cội nguồn cuộc sống. Ghi là cội nguồn cuộc sống. Đây là công thức cội nguồn cuộc sống. Một trong những cái giá trị lớn nhất của nó, đó là con người chúng ta, ai mà biết tin hiểu về nó, thấu hiểu thật sự, sẽ làm chủ lại cuộc đời của mình. Đổi hết, hình ảnh của ai cũng đổi hết. Tại vì vạn vật nó cũng giống như cái bút này. Người khác cũng như cái bút này. Phóng ra thôi, thay vì cái bút thì giờ là họ, là tài chính, là sức khỏe, là mối quan hệ, hay là bất cứ cái vạn vật gì đó, nó là cái gì là do mình định đó, thì mình sẽ tạo ra thế giới của mình trong mắt của mình. Thì sau này học tới quy luật về, chia sẻ tới quy luật của thu hút, quy luật ảnh hưởng nữa, quy luật giá trị nữa, quy luật chuyển hóa, bốn loại quy luật đó, thì chúng ta sẽ chia sẻ sâu sắc hơn, sẽ liên kết tới chỗ này. Thu hút xung quanh, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, thì tạo ra một cái thổ của mình xung quanh. Mình sẽ hợp với những điều tốt, những điều thuận lợi cho mình. Thì từ đó kết quả cuộc đời mình đi theo hướng đó. Dạ. Vậy thì hình ảnh về mẹ, hình ảnh về chồng, hình ảnh về ai đó, hình ảnh về thầy cô hay là bạn bè hay là bất cứ ai, đồng nghiệp của mình, cũng thay đổi. Kiểm soát lại nghe thấy, thay đổi cái nói và đổi cái biết. Đó là cách bền vững nhất để đổi được hình ảnh tâm trí của mình. Rồi sau đó chị nghe tiếp tới học phần về cấu trúc con người, nó liên quan đến phước đức với công đức, tích hợp của phước đức với công đức, cái nền tảng của nguồn năng lượng đó đó, năng lượng dương đó cộng thêm với hình ảnh tâm trí, nó sẽ đổi đời của mình. Nhưng anh xin lỗi chỗ này là chưa có nói sâu hơn được, tại vì mình chưa đủ khái niệm nguồn. Tới ngày mà nói tới cấu trúc con người đó, 3 tuần sắp tới, 3 hoặc 4 tuần sắp tới, nói tới cấu trúc con người, những gì liên quan tới nó thì nó liên quan đến một cái học phần là phước đức công đức. Một con người có hình ảnh đẹp, hình ảnh tâm trí đẹp cộng thêm với có phước đức công đức thì đổi được cuộc đời. Dạ, vâng. Nhưng mà hiện tại thì tới đây thôi, tới chỗ hình ảnh thôi. Dạ, trân trọng biết ơn thầy. Hôm nay em hiểu được rất là nhiều ạ. Và em có niềm tin là con em sẽ thay đổi. Bởi vì là em trước đây em đã có niềm tin rồi. Và em chỉ có mơ hồ một cái gì nó đang đang giống như là cái bong bóng mà nó vây quanh mình mà mình chưa rạch được nó ra. Và hôm nay thì thầy đã giúp em làm rõ hơn cái điều mà mình cần làm gì đối với con em sau này. Em biết rất là biết ơn thầy ạ. Biết ơn các thầy cô đã tạo điều kiện cho em được chia sẻ và tạo điều kiện thời gian cho em. Rất là biết ơn ạ. Em chân trọng cảm ơn. Biết ơn cô Sen. Bây giờ bối cảnh của cô 7 giờ rồi, hơi trễ rồi. Nhận anh xin phép là chắc mình ngưng ngày hôm nay nha các thầy cô. Thưa thầy, cho Lý 2 phút ạ. Dạ cô Lý, xin mời cô ạ. Vâng, xin cảm ơn cả nhà. Mình đã có một buổi sáng rất là tuyệt vời. Riêng sáng chủ nhật thì phải nói rằng là một cái chương trình rất là tuyệt vời ạ. Và vừa rồi ấy, thì Lý định là sẽ dừng lại ở ngay đấy, nhưng tại vì cô vừa rồi có nói rằng một câu, cô chốt lại một câu. Cô bảo là em tin là con em sẽ thay đổi ạ. Cho nên Lý phải nói thêm câu này ạ. Nếu mà chúng ta mà mong muốn người khác thay đổi ạ, bắt đầu mong muốn người khác thay đổi ạ, thì mình bắt đầu khởi lên cái đau khổ đấy ạ. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ thay đổi thì bắt đầu lúc đấy chúng ta sẽ hạnh phúc ạ. Chúng ta không làm được bất kỳ một ai thay đổi ạ. Thì khi chúng ta thay đổi thì bắt đầu ta hạnh phúc. Chúc cả nhà luôn luôn hạnh phúc ạ. Ở trên thế gian này mọi sự đều là tốt đẹp hết, bản chất của nó là tốt đẹp ạ. Kể cả con mình có nghệ game nó cũng rất là đẹp đấy ạ. Và tất cả mọi sự việc hiện tượng và mọi thứ đến với mình ạ thì đều là mang đến cho ta một bài học. Vâng, xin cảm ơn cả nhà. Bây giờ chẳng biết ơn cô ạ. Chẳng biết ơn cô để em thay đổi được cái nói ạ. Và em biết là con người đến với mình là một bài học. Chân trọng biết ơn ạ. Lý cũng đã gặp rất nhiều trường hợp rồi ạ. Và Lý ngày xưa là Lý nghĩ rằng là ta là giáo viên, ta là lãnh đạo trong một trường học, ta là
những người đi tập huấn cả lãnh đạo nữa, ta có thể ta thay đổi được người khác không? Ta thay đổi được thế giới ạ? Không ạ. Ta chỉ thay đổi mỗi mình thôi ạ. Thay đổi mỗi mình thôi ạ. Thay đổi khó nhất là thay đổi chính mình. Và chính vì vậy mà chúng ta có chương trình thấu hiểu chính mình là vì vậy ạ. Chúng ta cứ suy nghĩ gì nó sâu xa nhưng thực ra không có gì cả. Chúng ta phải biến cái đại sự thành cái tiểu sự và biến cái tiểu sự thành cái không có gì ạ. Vâng, xin chào cả nhà. Dạ, được, biết ơn cô. Hay quá cô. Và trân trọng biết ơn cô và thầy cùng với lại các thầy cô trong em. Vâng, bye bye cả nhà nhé. Dạ, biết ơn cả nhà, biết ơn cô Lý, biết ơn thầy Thành ạ. Biết ơn thầy Nhật Anh, biết ơn cả nhà, biết ơn thầy Thành. Dạ, chào cô Lý, chào thầy Nhật Anh, chào các thầy cô. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào tuần sau. Thầy đáng yêu quá. Biết ơn thầy, biết ơn các nhà. Nhật Anh chắc xin phép cả nhà một tí. Cả nhà có muốn là tuần sau chủ đề này mình nói về hiện thực sâu hơn không ạ? À? Có một tí nữa không? Thầy cảm thấy rằng là muốn nói thêm thầy cứ nói ạ. À, bởi vì thời gian của chúng ta đã làm chủ ạ. À. Dạ, đó là hôm sau đó cô Lý, buổi ngày hôm sau. Thầy ơi, thầy cứ thoải mái đi thầy. Mình cuộc đời của mình thong dong lắm ạ. Không có gì phải vội vã, bởi vì cuộc đời nó vô cùng đẹp, đẹp vô cùng. Cuộc đời rất đẹp. Chúng ta hãy dành cho chúng ta những thời gian mà chúng ta thấy rằng là nên dành thế nhé. Dạ vâng, cảm ơn cô. Như vậy thì tuần sau chúng ta sẽ giao lưu về nói chuyện tiếp về cội nguồn cuộc sống phần 4. Lý rất muốn như thế này, sau 3 buổi là chúng ta thực hành rồi, xong đến buổi sau thầy sẽ muốn các thầy cô chia sẻ xem là với cái sự đổi hình như thế thì dạ, phần chúng ta như thế nào. Vâng. Dạ đúng rồi. Các thầy cô có thể ứng dụng giúp Nhật Anh, mình xem lại là ứng dụng đổi một số cái quả trong cuộc sống của mình thông qua cội nguồn cuộc sống nè. Sau đó tuần tới mình giao lưu với nhau, các thầy cô chia sẻ hiện thực. Đúng rồi, bởi vì như thế này này, bởi vì ngày xưa ấy, nếu chúng ta biết Đức Phật ấy, sau khi giác ngộ ấy, ngài bê bát đi, xong rồi là chỉ gặp một người nào khai ngộ, chỉ là người ta là giác ngộ trong một sát na đấy ạ. Thế thì chúng ta hình dung là khi chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta về, chúng ta sẽ có một cuộc sống trong một tuần chúng ta thực hành ạ, về thế ông chồng đáng yêu ngay ạ. Hạnh phúc lắm ấy. Ông chồng ngày xưa cứ thấy dở hơi cắm ấp, nhưng mà cuối cùng ông ấy là một người tuyệt vời trong mắt chúng ta, ông ấy đáng yêu lắm. Cô Lý ơi, mình kính chồng như kính cha là được, là đáng yêu hết đi ạ. Nó lạ lắm, ôi dồi ôi. Tức là tại loại là như thế này, để mình thay đổi chính mình nó thú vị lắm. Mình ấy phát ngộ ra một điều rằng là ôi cứ đi tìm đâu xa, ôi cứ đi thay đổi người khác, nhưng cuối cùng thay đổi chính mình một cái là khi mà mình yêu thương chính mình và khi mình thay đổi chính mình thì tất cả mọi thứ thay đổi tết, và chúng ta yêu thương tất lại mọi lạ lắm. Đúng không thầy Nhật Anh? Chính xác cô ạ. À, chính xác luôn. Yêu mình đủ, bạn có cả thế giới. Vâng, đổi chính mình, đổi cội nguồn từ mình, thay đổi cả thế giới xung quanh mình. Vâng. Dạ. Vâng. Mình chia tay và ăn sáng. Mình chia tay thôi. Dạ, tạm biệt cô Lý, tạm biệt các thầy cô. Bye bye.
và mặt trời.